Bà con ơi, ra đây xem hài nè. Trời đất ơi, đi chậm vậy ba ơi, khổ ghê vậy đó. Nay đám giỗ bà nội tới giờ cúng kiến rồi, rủ đi chợ mà làm như làm sắm đồ Tết cho mình vậy đó. Đi lâu ơi là lâu vậy đó hả? Mà cái chợ đi cũng kỳ cục nữa, mình mua hàng mà được quyền trả giá chứ, rồi được quyền nói này nói nọ chứ, mà mình trả giá cái chửi, hỏi cái chửi mình. Cái chợ kỳ cục, mua ba cái đồ cúng thôi mà. Ủa đâu hết trơn rồi? Rồi tao hiểu rồi, mấy dân chúng mà ăn cắp ngoài chợ chứ gì nữa. Canh tao mua trả tiền xong móc hết trơn trội à. Đồ quỷ ăn cắp đồ cúng của bà nội tao nghe, về dẫn cổ cho chết có ngày nghe không. Mấy đứa quỷ ăn cắp mới ra đường, trời không đánh thánh cũng đâm 15 răm chết đuối à. Mày rủa ai à? Ủa bà, bà đâu nãy giờ vậy? Đi chợ. Đi chợ gì mà không canh? Mua đồ dân chúng ăn cắp hết trơn trội rồi nè. Ăn cắp của mày? Ba biết không, ba chỉ đi, không đợi trời đánh đâu, con giả chạc vô mặt đó. Nè, giả đi. Ủa? Tao lấy á. Ủa ba? Mày hay quá, mày đi chợ, mày te rẹt, mày đi, mày cầm cái giỏ, mày đi, mày tới cái mày trả tiền, mày trả tiền cái mày đi. Mày trả tiền cái mày đi, mày trả tiền cái mày đi. Tao tới người ta kêu, ơ, giữ nó mới mua đồ nè, giữ nó mới mua đồ nè. Tao xách thấy bà, tao luôn, cái giỏ mày có gì không? Trời đất ơi, tại cái chợ nó khó ưa quá. Ba biểu ra chợ hôm nay đám giỗ bà nội, mua trứng về kho cho bà nội ăn. Cái con ra nó cô có trứng gì ăn ngon? Bà nói đây có trứng gà, trứng vịt, trứng cút lộn, trứng vịt lộn, trứng gì cũng có. Con nói thôi lấy con chục cái chứng minh nhân dân đi. Cái bà chửi con, đó. Cái con lạng qua hàng bông, con nói cô bán bông gì cô? Nay đây có bông ly, bông cúc, bông mai, bông vạn thọ, bông gì cũng có. Thôi lấy đại con hai cây bông gòn đi. Cũng chửi con nữa. Con suy nghĩ sao cái gì cũng chửi trơn vậy? Cái con ghét con qua cái hàng tiền đô á, mua đốt cho bà nội, thích cái gì mua cái đó. Con nói chú, có đô gì cúng xài được. Nay đây có đô Sinh, đô Mỹ, đô Úc, đô Singapore, đô gì cũng có. Con nói thầy lấy con hai lóc Doraemon đi. Cái cũng chửi con nữa. Đó, con về thôi. Chưa giả mày móm là hên lắm rồi. Rồi đặt mày lanh chanh, đem đồ vô đi. Ủa? Trời đất ơi, ba ngộ ghê á. Đám giỗ người ta. Đây là đồ là... cúng của bà nội mày. Đồ cúng hả? Ờ. Đồ con tưởng đâu ba đốt. Ai về người ta đốt là villa không? Chưa thấy ai đốt cái vali hết á. Vali là tao mượn của người ta, tao đựng đồ đó. Đựng đồ cúng con mua hả? Đồ cúng mày mua là nằm trong này nè. À thôi để con đem vô, con soạn đồ con cúng nha. Đem vô nhanh đi. Sao bắt 2 giờ này chưa xuống nữa? Ai biết đâu. Má, năm nay đó là anh hai anh về đám giỗ má đó nha. Mấy năm trời anh không có về đó. Má mừng dữ lắm rồi đó. Con năm nào con lo cho má cho con. Bây giờ có anh hai về thấy cũng đỡ. Chú ôi. Ba ơi, dân Sài Gòn về tới rồi. Cái gì vậy? Mày bị cái gì vậy? Chú ba ơi, nãy mới ăn cháo ếch Singapore, đi đường chạy xe dằn quá cái đùi nó trào lên cần cổ chú. Mặt đi vô trong này ngồi. Mặt ôi quá. Ai chở mày đi mà bị say sóng vậy? Trời ơi, con đi xe hơi từ xưa tới giờ mà chú ba. Ai lái xe? Con lái. Hả? Mày lái xe mà mày say sóng hả? Thì con sao rồi chú? Đỉnh của đỉnh. Con gì luôn mà lĩnh. Thì bây giờ lái xe mà con phải bịch cái bọc ni lông lên trước, hai cái tay cầm cái vô lăng rồi. Lỡ rồi ối rồi bây giờ quay xuống lấy cái bịch nước lên, lỡ tới ngã tư vượt đèn đỏ sao? Là vậy mày phải móc cái bọc lên vậy đó. Móc cái bọc lên. Ôi khổ quá. Thôi, ba mày đâu? Trời, hồi nãy đi đường xa quá cho nên là con để cho ba con ngủ ở ngoài xe chút xíu nữa. Dạ. Chú để giữ giùm con cái chìa khóa cái con xá nội một cái. Hôm nay đám giỗ nội. Chú ba. Cái gì? Con nói thiệt nha. Con xá nội cái thứ nhất là con chào. Cái thứ hai là hình như con thấy là nội đang nhắc nhở con một cái điều gì đó từ nãy tới giờ mà sao con sốt ruột mà con không có biết luôn á chú ba. Thì bà nội mày nói chung cũng linh nghiệm lắm. Xin cái gì? Hả? Mày khóa xe chưa? Trời ơi con khóa cẩn thận rồi. Khóa cẩn thận phải không? Cẩn thận. Lên mấy cái kiến đồ hết chưa? Trời ơi kiến là con lên hết trơn rồi.
Bị hồi xưa dưới Sài Gòn con bị một lần một là con tẩn tới già luôn á. Trời ơi, ghê lắm chú ba ơi, ngày xưa trên Sài Gòn nha. Lúc đó con lấy cái xe con đi công chuyện. Cái con chợt nhớ là quên đồ, vòng về nhà lấy. Thì vừa bước vô tới cửa nhà thôi, nhớ chực là mình chưa cái đóng kiến xe. Chạy ra kiểm tra, vừa chạy ra con đút cái đầu con vô con kiểm tra coi có mất cái gì không. Y như rằng nào nó ăn trộm nguyên cái tượng ông Phật Di Lặc luôn chú. Kinh khủng không? Con vừa suy nghĩ tới đó rồi, sao mà kinh khủng như vậy, con ngước lên là mất thêm hai cái đồ gạt nước nữa. Tâm lý mình tức mà. Mình chui khỏi cái đầu mình ra xe, dưới đây là cái bánh xe. Con quạ quá, con lấy cái chân con suốt bánh xe, suốt một xe con té luôn chú ba, nó ăn cắp luôn cái bánh xe chú. Mất một lần mất ba cái. Ở trên trển vậy chứ ở dưới quê này đỡ hơn. Chỉ sợ con nít nó tái mái thôi. Không, chú yên tâm đi, cái đó là không có. Nhưng mà chứ ba chắc bà nội mày sợ mất đồ đó. Mất sợ mất xe hả chú? Không, mất xe không ăn thua gì. Không ăn thua, ủa chứ bà nội mày sợ mất mạng cho nên làm cho mày nóng ruột á mà. Ủa, mất cái mạng gì nóng ruột? Mạng cha mày đó. Sao? Mày khóa cửa mày đóng ông ngủ trọng lát hồi ông hết hơi ông chết chứ gì đâu mà. Ôi, chết cha ơi, chết rồi, đợi con chú ơi. Ba ơi, thôi chú, chị phá. Đây. Thôi, dạ. Ra mở giải cứu con đi. Thôi ba thở một cái cho con vui đi ba ơi. Ba thở cái gì? Mày hết chuyện, xích beo người ta xích ngang bụng. Mày xiết cổ tao vô cái ghế. Mày điên hả? Ba tới đi. Chú ba, anh hai lâu dữ mới về ha. Ừ. Nằm mà ngủ quá trời quá đất mà. Ấy sao mà kêu được, vừa mới bước vô xe thôi nổ máy xe lên mà cái ba ngái còn lớn hơn tiếng nổ máy xe nữa. Chịu gì nổi ba. Mà sao tới đây rồi mà không kêu tao dậy? Kêu cái gì, tại con thấy ba ngủ ngon quá. Sự thật là có kêu, mà tại lúc đó đeo cái bịch nuôi lông, kêu xong cái tiếng nó vọng vọng trong cái bịch đó ba không có nghe. Mà Cái gì vậy? Cậu ơi, từ cái cú ách xì này con nhớ rồi. Sự thiệt là hồi nãy mắt ối một phần thôi. Một phần con bịch cái bao ni lông á, là tại vì trong xe hơi ba con xịt dầu thơm nhiều quá con bị ngợp. Nó kinh khủng quá. Cái này là từ hồi ba mày lên trên Sài Gòn ở về tới giờ là cứ mùi dầu thơm không à. Không biết ông ăn ở sao mà lên Sài Gòn cái ông về ông xịt dầu thơm. Hồi đó ông về lần thăm bà nội mày á, bà nội mày bị ông chích nhập viện luôn đó. Còn vậy luôn hả? Tại ba mày xịt dầu thơm cái mùi lạ đó, ông nó bu vô bà nội mày ra đỡ chích nhập viện. Thôi nha. À cũng hên á, hên là ba mày đi xe hơi chứ ba mày mà đi xe gì khác ha là bằng cái bộ đồ này trâu nó không út tao con mày. Không. Đi về đám giỗ má mà làm quá vậy trời. Gì? Không, mình nhịn nhục. Đám giỗ là gì? Đám giỗ là ngày mà nhớ lại hình ảnh của đám tang, đúng không? Không. Mày vô duyên vậy mày. Không có gây lộn, mình giảm xuống lại. Tao gây đâu vô là ông kiếm chuyện cho tao trước. Kiếm chuyện gì anh? Thôi. Mấy năm nay anh không về, anh về anh làm trước mắt ở đám giỗ, không ai dám mời ai. Mỗi lần đám giỗ là gây lộn à. Ê, anh ăn mặc vậy không á, bà con ở đây người ta thấy người ta cũng cười nữa. Bởi tôi không dám mời khách là vậy. Nói gì vậy? Bữa nay á là tôi thu xếp công việc, thấy chưa? Tới để dự cái đám giỗ của má. Trước là đám giỗ, sau là có chuyện muốn bàn với chú. Chuyện gì? Tôi với anh có chuyện gì bàn? Mấy cái công đất má để lại cho tôi với chú ha. Làm sao? Tính toán chia cho lẹ đi, để lâu quá rồi. Công đất nào? Tôi giỡn nữa. Bên kia là 4 công, bên này 4 công, đằng sau nhà 4 công. Tổng cộng là 12 công, một mẫu 2. Chú quên rồi hả? Sao anh không tính luôn trước mặt mình 4 công nữa? Có hả? Ngày xưa má mình bị lẫn, bà chửi từ đầu này tới đầu kia là người ta dời nhà đi hết 4 công nè. Rồi đầu này qua tới đầu kia là bà chửi dời hết 4 công, đằng trước mặt dời 4 công, đằng sau lưng dời 4 công, tổng cộng là 16 công. À, tới hồi má chết chưa có cái đám ma nào mà vui bằng cái đám ma của má. Và sao? Người ta đem bò tới người ta tế má nè, đem heo tới người ta tế má nè, đem gà tới người ta tế má nè. Người ta mừng quá, bị ba chết rồi, người ta mừng quá, người ta về, người ta ở lại miếng đất cũ của người ta đó. Rồi bò heo đãi mấy ngày không hết. Không, kìm lại. Nó bây giờ về lấy cái gì? Còn nhà mình có con chùm mới lớn vậy thôi đó. Thôi được rồi, chuyện nó tính sao? Bây giờ cúng kiến là chuẩn bị xong chưa? Hả? Để tôi còn đi về nữa. Trời ơi, chuyện đó là chuyện anh khỏi phải lo đi. Mấy năm trời em có về đây, tự động tôi cũng cúng má như thường. Tôi chuẩn bị gì rồi? À, đồ cúng xong hết rồi nè. Đồ cúng xong rồi đem ra đây. Dạ. Bác hai mày về ra đây.
Thà người đừng về. Vậy gì mà nhanh gì ạ? Trời ơi bác hai, hay bác hai mặc chi bộ đồ đỏ chói dữ vậy? Đi từ bên trong tưởng đâu heo quay cúng bà không đó. Mày nha mày, hết cha tới con à. Mẹ ăn nói vô chứ. Vừa phải thôi, tự nhiên ba ví như heo quay. Chú ba ngồi đây sao mày không tưởng là hôm nay nhà mình cúng khô cá đuối đi. Nè nè, hai đứa bay đừng có vô duyên nha. Chữ ba con. Thôi ba nhịn đi, mình kiếm chuyện trước. Ba cúng đó hả? Sao cái năm nay nhà mình cúng giỗ bà nội ít quá vậy? Ủa, mỗi năm mình giỗ một mình làm đám giỗ à, thì mình làm cho nó chu đáo. Năm nay có đại gia Sài Gòn về, phải để cho họ hưởng phước nữa chứ. À, phải chia cho họ nữa, đặng họ cúng cho họ có phước. Đó nè, trái cây 2 trái, vàng 2 cục, đô la mấy tờ, đồ 2 bộ rưỡi. Bác hai cúng gì bỏ vô đi. À, đâu có cúng sơ sài như vậy. Nhanh đi, nhanh tôi cúng rồi. Tới giờ cúng phố rồi. Phố là phải có đẳng cấp. Đúng, phải đẳng cấp. Đây, đây là một cái voucher. Nghe chưa? 20 triệu của cái hãng là YSL, tiếng Việt là Ygritte HL. Thấy chưa? Đây là cái công ty mỹ phẩm mà Quang Lê với lại Minh Tuyết có xài đó. Thấy không? Bây giờ tôi cúng cho má, để xuống dưới má sức để mà da nó săn sóc, cho mặt cho nó trẻ lại. Trời đất ơi, đã ta làm ma còn muốn làm ma đẹp nữa trời. Cái đó là cái chuyện bình thường thôi. Cái đó là ba con là lo cho nội về cái phần mà nhan sắc. Còn con là lo cho nội về sức khỏe. Tốt đó. Hôm nay đám giỗ nội nè, con xin được cúng cho nội chiếc xe đạp để nội đạp đi xì ba. Mày làm mất mặt tao mày. Không, sao không cúng xe gắn máy mà nội chưa có bằng lái. Mấy ngàn mày cũng tiếc nữa. Phải, dân Sài Gòn. À, con tôi nó cúng xe đạp. Cũng vậy đó mà cúng được hay không? Mày thấy hay thiệt á. Cái xe đạp như xe đạp xiết khỉ vậy trời. Nhưng mà nghĩ như vậy thì má lớn tuổi rồi, thời tiết nóng như vậy mà đạp xe đạp sẽ bị mỏi dầu. Dạ. Tôi cúng cái này mới là lớn nè. Dầu gió xanh, con ó. Phải có cái nhãn hiệu là Eagle Brand nha. Màu đỏ đằng sau ống mánh mới là thiệt, thấy không? Không, ba cúng như vậy. Cái hãng này nổi tiếng lắm ba. Để lên đó ra cúng cho rồi. Cho con xài thử miếng được thôi. Ê, đừng có ké nha mày. Nào giờ dưới quê chưa xài này. Chưa, con cúng cho bà nội mày mà xài cái gì? Trước sau mày cũng xài. À, dạ, dạ. Hổn. Để cúng cái đã. Cúng được à? Bỏ lên đây tôi cúng. Rồi đó. Trời đất ơi, quẹt cái là cúng rồi đó hả? Sao ông bỏ lên luôn mà không để gì kỳ vậy? Người ta chết rồi hưởng hương qua thôi, đưa nguyên chai chỉ cho nó tốn. Trời ơi, con nói ba keo mà. Nè, đừng có nói keo kiệt ở đây nha. Tôi làm như vậy là sơ sơ thôi, tôi không muốn người nhà người ta hưởng ké. Tôi phải như vậy chứ. Hả? Tôi đâu có phải hạ tiện như vậy. À, bà con à, tốt lắm, cúng đàng hoàng. Má ơi, hửi đi má. Xong. Thơm quá. Ôi vậy cuối cùng mày hưởng trời. Cuối cùng cũng vô lỗ mũi ổng mà. Ổng đưa bà nội mày chưa kịp hử. Giật lại liền. Giật lại liền. Trời ơi, cúng đẳng cấp quá. Phần tôi vậy là chú đồ ăn đủ sao rồi? Thôi bác hai yên tâm đi, ba con chu đáo lắm. Sớm mời á, trước khi đi chợ đó, ở nhà ta nói hả, luộc nguyên một nồi giò heo nè, với lại gân bò hầm sả ớt ngon lắm cho bà nội ăn. Bậy bà, mấy cái món nó dai lắm, tôi ăn đâu có được. Tôi làm đâu phải cho anh ăn. Tôi làm ở đó trước cúng má, sao là cho con tôi ăn. Còn cha con anh cúng cái gì, cha con anh ăn cái nấy đó, ví dụ như ăn niền xe đạp nè. Đó, ăn cái mỹ phẩm này nè, với uống cái dầu xanh là được rồi, ha. Con đã nói với ba lại rồi, mình kìm lại, đám giỗ là ngày nhớ lại hình ảnh của đám tang, ha. Hồi nãy giờ vô tao kìm lắm rồi nha, mà tao cứ kiếm chuyện với tao. Kiếm chuyện gì? Anh về anh cúng gì kỳ cục vậy? Không có được một cái bông cho má. Tôi hỏi anh này kỳ cục vậy, bao nhiêu năm trời ông như vậy à? Bữa nay anh về anh cúng trời đời vậy hả? Mấy năm trước tôi có về rồi, ha. Mà chú về, chú không có quan tâm tôi, chú lơ là, tôi ghét tôi không xuống nữa. Đừng có nói tôi là không lơ là cái lòng. Gì anh là con trai trưởng mà anh nói vậy.
Nè, chú không có hổn hay chưa? Thôi, hổn gì? Lần nào gặp, tuần nào gặp cũng gây lộn hết trơn. Vậy thôi mọi người nhịn nhau một tí. Tao có gây gì ông đâu? Bực quá mà. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ông Dũng bị gì vậy? Dầu gió đâu? Dầu gió đâu? Dầu gió đâu? Dầu gió? Lấy dầu gió sức cho nó. Dầu gió đâu? Dầu. Nó tỉnh rồi đó. Trời ơi. Sức dầu gió cho con mà cũng không dám lấy cái chai ra sức đưa cái mâm hớn thử. Con mình mà cũng keo được nữa. Anh Dũng. Sao rồi con? Anh Dũng còn sao không vậy? Thằng hai là ba nè con. Không, ba là ba của con. Không, tao mới là ba của mày. Ba cái gì hổng láo. Nó ngất xỉu rồi, nó không mơ. Bắt ai đồ đánh, có chừng có ai nhập vô đó. Ba. Có khi nào ông nội không? Ba ơi. Không, đây là chú, không phải ba. Ba cứu ba đi. Ba mày đây. Chú chứ không phải ba. Chú tên là ba. Là ba của con đây ba. Là sao? Ba là ba của thằng ba đây. Không hiểu. Trời đất ơi. Một câu bớt dùng hai số lại. Bây giờ không số nữa. Tao là ba mày. Ma mày. Ê. Có chừng ông nội. Đánh con tôi. Chính đánh con ông nội đi bây giờ. Vợ ta còn quánh chứ, đừng có nói mà. Mày đưa đừng giỡn nữa. Bây giờ, ngày hôm nay, ba nhập vào xác của thằng Dũng để về thăm mấy đứa nè. Ông nội đó. Không lẽ ba thiệt? Hỏi coi. Con anh nó có đồng cốt gì không? Thì tôi không biết. Ba hỏi bây giờ nè, nếu mà ba thiệt là ba tôi, bây giờ hỏi chứ ngày sinh tháng đẻ ông là ngày mấy? Nhớ chứ sao không? Ngày sinh là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái. Cái gì vậy? Phải không? Ngày sinh của ba là 19 tháng 9 năm 1939, không hề có tái kìa. Phải. Tôi đâu có nhớ. Phải không? Tôi cái năm sinh đó phải của ông nội mẹ không? Phải. Bà. Để thôi con... bây giờ cả nhà chờ đi, tao chạy ra cái mã tao coi. Thôi. Mạnh quá. Trời ơi. Thì giờ, đợi tới lúc ba vô là ông nội đầu thai rồi. Tao không nhớ mà. Con vô con coi ba có ghi trong bàn thờ nè. Vậy? Là ba đây, Nguyễn Văn Chính đây. Ba. Đây nè, bàn thờ ghi nè. 15 tháng 5 năm 1955. Cái đó là năm sinh của tao. Ủa năm sinh mà sao ghi lên bên hông bàn thờ vậy? Có cái ngày hát nè. Ê, cái ngày này gần luôn. 23 tháng 11 năm 2019. Là ngày đám ma ông này. Ê! Không có giỡn nha. Chết thật là bà đám ma. Đại không. Trời đất ơi, ngày trả nợ ngân hàng cũng ghi vô đây chi vậy? Đây nè. Nguyễn Văn Chính, 19 tháng 9, 1939. Đúng rồi, vậy đúng ba rồi. Tao quên năm sinh ông nội mày chứ. Bây giờ nè, để cho xác định là đúng hay sai nữa, hỏi cái này là kín đáo nhất, chỉ có con với ba với anh hai biết thôi. Thôi đi. Mấy đứa nhỏ không bao giờ biết. Vậy cái năm số điện thoại cuối của ba là năm số nào? Làm sao quên được. Năm số cuối là 34509. 34509. Chính xác. Ồ, đúng rồi hả? Đúng ông nội mày rồi. Sao vậy ba? Sao chú chắc? Bởi vì cái mà phong thủy là ông nội mày số 1. À. Đó. Chính vì ông lấy cái số điện thoại này, ông làm ăn, cho nên nhà mình mới sạc nghiệp tới giờ. Ủa gì kỳ vậy? Ủa ba? Cái số được sao mà sạc nghiệp? Tôi chưa thấy ai mà như cha mình. Mở thì mở cái dựa trái cây mà ông lấy số điện thoại là 34509. Trái cây mà 34509 bán ai? Mới nửa năm là sạc nghiệp rồi. Ba phải đúng là... ba rồi. Ba. Hả? Ba về đây có chuyện gì? Thứ... Sao má về? Ba về bữa nay đám giỗ má mà ba về sớm vậy má không gì à? À, chắc là đám giỗ bà nội mà ông nội về ăn ké phải không? Giỏi lắm. Tụi bay cũng ác. Già cả nú không mà cúng. Gân bò xào xa tế. Cắn một cái trời ơi nó giác cái nú. Bà nhớ mấy đứa lắm. Nhớ má của tụi bay nữa. Bởi vì ở dưới không gặp được.
ngày nào ba cũng đứng để chờ người ba yêu lương lơ qua trên lối đi về. Nhìn theo say đắm mà muốn kêu mà sao không dám. Sao ba không kêu? Tôi đâu càng tiếng rồi. Trời ơi, trời ơi. Ba cũng ít có xàm. Về đây gặp tụi con vậy là vui. Thôi ba đi. Nhưng trước khi ba đi, ba muốn nói một điều và nhắn nhủ với thằng Hai rằng: dạ. Hai à, lần sau hai cha con mày đi ăn đám dỗ mặc đồ bớt bóng lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đây nè, ông nội mày hồi nãy gì mày không nói chuyện gì, giờ này mày khóc cái gì? Tao nhớ ba mày quá. Cái gì vậy? Má, má là má của mày nè. Má mày. Trời đất ơi, lao. Mày thấy bên kia được cái mày làm theo luôn à? Mày quá hổn rồi, mày tán má, mày muốn rớt cái não luôn. Má, má là má của tụi bay, bà Nguyễn Thị Tái Gầu Gân nè. Nguyễn Thị Tái Gầu Gân, bà nội. Đúng rồi. Đúng là má tên là bình má. Thường á là ở cái xóm này kêu theo tên ba không à, kêu má là bà chín. Tới hồi má chết rồi ba mới đưa cái tờ giấy ra, tôi mới lục cái tờ giấy ra là đúng là má tên Tái Gầu Gân thiệt. Hèn gì tôi nói anh nghe, bữa đó hả, đám ma của má treo cái bảng cáo phó lên, người ta tưởng khai trương tiệm phở. Trời ơi. Kéo tới đông nghẹt. Sở dĩ tao tên Nguyễn Thị Tái Gầu Gân à, lúc đó tại má tao đau đẻ, lúc ba đang thèm phở, ba đặt cho đỡ thèm tôi. Tao về ngày dỗ tao thấy buồn quá à. Làm gì má buồn? Ủa, ba mày mới đây đâu rồi? Đây rồi. Ủa cái gì? Mới xuất đi. Trời đất ơi, tao kiếm ba mày ở dưới đó không gặp được, rồi lên đây cũng không gặp được, làm sao? Ủa sao kỳ vậy má? Sao vậy, chết rồi phải gặp nhau chứ sao không gặp được? Không có, ông chết xuống dưới ông ở tầng 1 á, tao ở tầng 18 lận. Ủa sao nghiệp... cái tầng 18 là cái tầng cuối cùng mà sao má ở đó? Tao chửi riết cái nghiệp tao nó nặng quá. Trời ơi. Hèn gì ở tới tầng 18 luôn. Hay thiệt. Vậy là mỗi lần mà ông nội muốn thăm bà nội là ông nội phải nhảy lầu hả? Thì đó, ông kiếm tao ông nhảy mém té mấy lần chứ bộ. Cái bữa đó tao thấy thằng ba nè, nó đốt nhiều với tiền vàng mã quá, tao mới nhín ra miếng đút lót cho đầu trâu mặt ngựa đó. Nó dắt tao lên kiếm ổng, mà nó nhận tiền xong nó dòm lại, nó trời đất ơi, bà đốt tiền mà lủng lỗ không vậy? Dòm kỹ mới thấy trời đất ơi, mày mua tiền đô ngoài chợ, bấm kim không, đốt xuống đâu có xài được đâu. Trời ơi. Má giận tụi bay lắm. Má nuôi tụi bay cả cuộc đời, cho tụi bay ăn đủ thứ hết á, mà tụi bay không biết má thích cái gì. Tụi bay không có đốt đồ đạc cho má. Có mà má, con biết má thích mà. Ngày xưa má thích màu mè, con đốt đồ cho má lúc nào cũng màu mè. Má coi nè, đây màu đỏ nè, thấy không? Màu hường nè, thấy không? Rồi vàng dòng đồ này nọ đầy đủ mà. Đây thì mới nói không có sao được, đủ màu. Tao biết là mày mua cái đồ màu vàng, màu đỏ, màu xanh mày đốt cho tao. Mà tới hồi mày đốt xong mới ra tro màu trắng, màu đen không à. Mặt như mặt bà ba đen vậy đó. Rồi vàng dòng mày mua cũng 4 số 9 đâu, quá trời bóng lưỡng nè. Đốt xong nó cũng ra tro màu đen. Tao đeo dưới tôi đi vòng vòng, mấy bà bạn mới chọc tao, mới nói xiềng xích đeo chưa đủ, sao còn dắt chì lên người nữa. Trời ơi. Trời ơi, cái đó là tại vì cái chuyện mà con đốt chứ con đâu có biết đâu. Mời mốt con rồi con cũng còn để nguyên. Tới hồi mà má tức quá. Má tức cái gì? Đồ mặt tao không nói, đám dỗ tao mà không biết tao thích ăn cái gì hả? Má thích cái gì má nói tụi con mới biết, thích tụi cái con gì thì nói đi. Má thích ăn bánh bao. Gì vậy? Cái gì vậy? Má nè. Gì? Ba đừng có xạo nghe. Bà là cái dông nào? Tôi mới là bà chứ bà không phải tôi. Ủa anh Hai, hồi xưa ba mình mấy vợ? Một vợ thôi. Một vợ sao giờ tới hai bà? Tao không biết.
Từ xưa tới giờ hai đứa bay biết hai từ nhảy dây chứ chưa bao giờ nghe hai từ nhảy dông phải không? Trời ơi, bà đừng có láo nghe, bà là má giả, má mới là má tụi con. Bà sao? Không có bà má nào như vậy cả. Bà nhìn hai đứa con bà đi, đẹp trai sáng sủa, cớ sao cái răng bà lại hô như vậy? Bà là thuộc họ hàng của nghệ sĩ Hoài Tâm. Không, nó giống vợ con. Bà im đi, bà dòm lại bản mặt bà đi. Có người phụ nữ nào mà chân mày dài tới bát như bà không? Chân mày gì mà thêm chữ V chính giữa là thành chữ M luôn đó. Bà hay lắm, còn nhìn trên khuôn mặt của bà, tôi chỉ muốn tặng cho bà vài câu thơ thôi. Thơ gì? Răng mà tẩy trắng gọi là răng đen, răng của trẻ em gọi là răng sữa. Cắn thì dùng răng cửa, xé thì dùng răng nanh. Chỉ có răng hô là vừa cắn vừa xé. Chắc tao rút răng phóng nát bàn thờ nhà mày quá. Bà dòm kỹ cái mặt bà đi, chắc bà đẹp mà. Chọc cơn điên tao chửi lên rồi ha. Bà biết bà xấu lắm không? Bà xấu mà xấu từ ông cha, xấu lan qua hàng xóm, xấu từ phường khóm, xấu lên tỉnh thành. Ai biết xung quanh cũng biết bà xấu, mày hiểu không? Tao nói xấu mà xấu từ chiến tranh, xấu vô tới hòa bình, xấu từ bùng binh, xấu vô tới hẻm cục, xấu mà không biết nhục nhã dòng họ tổ tiên, xấu từ trước công nguyên, xấu tới thời hiện đại, xấu từ lúc nhỏ dại tới lúc lớn khôn đem chôn đầu thai của cuộc xấu lia xấu lịa. Trời đất ơi, tao nói xấu mà lung lay nghĩa địa, xấu cạn tình nghĩa mẹ cha, xấu xót xa thị trường thẩm mỹ, xấu âm ỉ từ lúc mới chào đời, giật đổi sau dời bà cũng còn xác. Má nè, mà tôi biết má nè. Hồi xưa bà chửi mà người ta dọn nhà đi đó. Vậy hả? Má đây nè. Không phải, tôi mới là má đây. Bà chửi tôi dài quá tôi nhớ không kịp, còn tôi thì chỉ ngắn gọn thôi. Ông bà ta nói đúng, đúng là có câu giải thưa không che được bắt thánh. Rồi sao? Cũng giống như răng hô không che được bắt người. Trời, tôi bay vô lấy cây nhíp đi, tao nhổ sạch chân mày con này tao mới chịu nè. Đúng. Bây giờ hai người đều chửi giống nhau hết, là biết ai là má thiệt của mình đây? Tôi đâu có biết đâu. Hay là hỏi cái gì khó thôi rồi mới biết. Anh hỏi đi. Má ơi, hỏi cái gì khó đó? Nếu má là má của tụi con thì má còn sống hay má chết rồi vậy? Mày hỏi khó quá. Tôi nể anh rồi, đã nói hỏi cái gì khó thôi mà. Má, bây giờ nếu má là má của tụi con hỏi nè, má chết rồi má là ma hay là người? Vô duyên. Anh em tụi bay nói chuyện lắp cái não vô giùm được không? Tao chết tao phải là ma chứ. Bà cái ông bà kia bà, tôi đánh là chết. Bà đi, bà đi 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 ha hey, đuổi, đi đi đi. Gì vậy? Đuổi ai vậy? Má đuổi ai vậy? Là ba đây. Hả? Trời ơi, sao biến đổi liên tục vậy? Con mụ kia là con mụ nào? Bồ nhí. Trời ơi, sao bà biết hết chuyện của gia đình này vậy? Tôi kể. Trời ơi, sao ba rảnh ba đi kể cho bồ nhí ba nghe chuyện gia đình mình chứ vậy? Cả cuộc đời sống chưa bao giờ biết đánh ghen, bây giờ chết phải đánh ghen nè. Con ở đâu? Kêu nó ra nói chuyện với tôi, con ra đâu? Nó đi rồi, bà đừng có nóng giận nữa. Tôi đây nè, gây lộn hoài vậy. Tôi đây chính nè. Mình ơi, lâu quá mới gặp lại ông. Ông khỏe không vậy? Bà đang khóc hay đang cười vậy? Cái gì vậy? Ông tôi khỏe. Ông mất dạy lắm. Ông ngồi đi. Chừng nào ông đi đầu thai vậy? Hình như trong lịch là tuần sau á. Còn bà? Tôi ở dưới vô thời hạn. Sao vậy? Nghiệp không biết chừng nào mới hết. Ông ngồi đi. Ông ngồi đi. Bữa nay đám giỗ tôi nè. Tôi nhỏ nó cúng. Ông về ăn với tôi nghe. Mấy đứa tụi nó cúng ác cúng ôn. Nhất là thằng hai nè. Nó đốt cái gì nó không đốt cho tôi. Nó nghĩ sao nó đốt mấy cái đồng xu đồng cắt xuống dưới. Bà nhớ không? Có một lần bà khô môi, bà xin tiền tôi đi mua cái son để dưỡng môi của bà. Xài đồng cắt ra tiệm con nhỏ bán son nó chửi quá trời. Về sau này điều tra mới biết, nó đốt đồng xu thiệt không đốt. Nó đốt đồng xu thẻ thú nhúng. Sao xài mấy cái vụ đó bỏ qua đi.
đâm dỗ tụi mình á. Là ta nói hả, cha mẹ nuôi con á, biển hồ lay lan, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Tính là nào trời? Nó cúng mà ba cái đồ này sao tôi ăn thì đó. Mà cũng tại ông nữa. Bây giờ tụi nó mở gặp nhau là cãi lộn à. Cũng tại ông hồi xưa lúc mà còn sống á, không lo dạy dỗ tụi nó. Tụi nó hả, từ hồi nhỏ đã hay gây lộn rồi đánh nhau rồi. Ông lo nhậu nhẹt không ha. Bà nói tôi thì bà nghĩ lại bà đi. Ngày xưa thời gian trước sao hả? Bà bó và đi đánh bài tôi ở nhà cho hai đứa tụi nó bú. Bà quên hả? Ông cho bú đường nào? Xin sửa bình của hàng xóm. Tầm bảy. Cái đợt này là bảy rồi. Anh hai, ba má bây giờ chết rồi mà còn lẫn. Anh hai nhớ không, ngày xưa đó là anh em mình thương nhau lắm. Hồi đó là em với anh hai đi bắt cua ở ngoài đồng. Lúc đó là nước đang lên nè. Xong em trợt cái chân, em té xuống sông. Lúc đó anh hai bơi xuống, anh hai cứu em. Anh hai cứu em xong xuôi anh hai bắt đầu đuối rồi. Anh hai ráng đẩy em lên trên bờ. Rồi nước cuốn anh hai đi. Rồi người ta đi ruộng về, người ta mới vớt anh hai lên. Lúc đó anh hai thương em mà. Đâu có phải như vậy. Đúng rồi, chắc có điều rắn cắn ở đây nè. Anh còn nhớ nha, hai anh em mình hồi xưa nghèo, mỗi đứa có một cái quần đùi để đi học thôi. Đúng rồi. Có bữa anh ham tắm xong quá, nhảy xuống cái quần nó trôi đi mất. Đó rồi bà con hàng xóm thấy mắc cỡ, em phải chu lên cây anh trốn. Thì lúc đó em mới đi ra đó. Em mới đi ra cái em thấy bà con bu quanh cái cây, em mới nhìn lên. Em thấy anh hai, em thấy anh hai cái em mới tuột cái quần của em ra đó. Em quăng lên cho anh hai, để anh hai đi về. Đó, như vậy là đủ thấy em thương anh đó, rồi. Đó, thì cuối cùng xong em về em nghĩ, ủa sao mình ngu vậy. Nếu mà thấy thì thấy một người thôi, mắc mới gì thấy tới hai người. Cuối cùng cả xóm tập trung cứ chê ba không à. Nó giống nhà cha chính không tốt. Nó tóm lại là anh em mình thương nhau chứ đâu phải đâu như có là, phải như ba, là hai người này nói đâu. Thấy chưa, em nói chơi cái chiêu này là hai ổng quê ha. Thì đó, anh đã nói nãy rồi, ba anh hay kể anh nghe mấy cái vụ này lắm chứ. Ủa, ủa bác hai cũng có kể hả? Ủa không có. Ba em kể rõ lắm. Bà dạy hả mày? Bà, bà ơi, bà. Ông ơi, bà nội mày chứ bà. Ba nào? Mày tính nói gì? Ba nào ở đây? Hả? Đừng đánh má. Đừng đánh má. Ba mày tao còn đánh. Ba, đánh con quá. Cho mày quánh mày luôn á. Dạy mày dám. Mày nghĩ sao vậy? Dám giả ông nội mày hả mày? Tại vì... Hai mày làm gì vậy? Thì nhờ vậy hai người mới chịu nói chuyện với nhau. Bây giờ con nói thẳng luôn nè. Ba với bác hai á, không có dịp gặp, ai cũng bận hết á. Mằng năm có ngày giỗ của bà nội ông nội hà. Mỗi lần gặp là cãi lộn, cũng đùng đẩy trách nhiệm hết. Ủa, ba với bác hai nhớ chuyện hồi xưa, nhường nhịn nhau từng chút một, giờ lớn rồi tới ngày giỗ, không nhường nhịn nhau tiếng hay sao mà cãi lộn hoài. Bây giờ con nói thiệt luôn, con cứ thành dự là bài ra hết. Vì muốn chú với lại ba quề lại yên bình lại đừng có gây gỗ nữa. Tối nào hai thằng cũng bàn kế hoạch với nhau, gọi phay tham mà tức đêm tức hôm muốn thăm quần con mắt luôn. Là bây giờ để muốn cho hai người như vậy thôi. Thì không tại ba mày chứ ai. Ông làm lớn mà tới ngày giỗ ngày quải rồi này nọ, ông không chịu về quê. Đâu phải tôi không về. Cái lần đầu tôi về đó thì chú có để ý tôi đâu. Giận tôi mới lẩy tôi mấy. Bao nhiêu khách này để ý gì? Anh em ở trong nhà anh phải phụ tôi chứ. Thôi mà đừng có cãi lộn nữa chú ba ơi. Con nói thiệt á, là tại vì ba con chú cũng biết là đi làm rồi đi gặp người này người kia, đối tác này đối tác nọ mà đâu có thời gian đâu. Nhưng mà một cái chuyện bí mật con biết được là tất cả những cái số tiền mà ba con làm, ba con dành dụm để dành để về đây xây một cái ngôi nhà mới để có cái chỗ mà thờ cúng ông bà, rồi sẵn là có cái chỗ mà cho chú ba với anh Dự ở nó đàng hoàng hơn nữa. Ủa thiệt hả bác hai? Dĩ nhiên rồi. Mà tao không muốn nói trước cho ba mày biết, muốn là bất ngờ. Thôi bây giờ nói thiệt anh, nhiều khi tôi cũng tức anh. Nhưng mà thôi bây giờ anh đã nghĩ được tới cái chuyện mà để có cái nơi thờ cúng ông bà với lại cha mẹ, vậy là tôi mừng rồi. Bây giờ anh em mình coi như không có gì đi. Ừ. Mày coi vô lấy cơm rồi ra cúng đi. Bữa nay tôi nấu cơm á, là toàn nấu một những cái món mà anh thích ăn không đó. Ngày xưa má hay nấu cho anh ăn đó. Ôi khỏi nè, có mắm chân nè, rồi có mắm lóc nè, mắm kho chấm mắm rau kho chấm với rau nữa. Thôi đi ra nhà hàng ăn tôi đãi cho. Cái gì? Tôi đãi cho. Thôi ăn cơm nhà đi cho nó tình cảm gia đình. Ừ, vậy đi cho đỡ hao ha. Trời ơi. Ba vô quê phải không, vui vẻ phải không? À, tính tiền điện tháng này đi, gần tới đám giỗ con gọi cho ông bàn kế hoạch thôi, nhiều tiền điện nhiều lắm. Không nhiều đâu mà. Không,
lấy cái bill nè, em bữa cho anh gửi về nè, anh đứng đi em vàng ra. Thì đó, bây giờ cái tiền là phải trả đó, chứ đó. Mình thiếu nợ mà. Bao nhiêu cũng trả mà. Bao nhiêu cũng phải trả thôi. Mình thiếu cái... Tụi bay đưa bill hay đưa các băng khánh thành vậy? Tao đưa tao coi cái tổng thôi. Cái tổng? Tao để tao trả chứ có gì đâu mà. 9 triệu 2 nè anh hai trả đi. Nhiều quá, trả không nổi. Được rồi, để tôi trả cái này thôi cho. Thôi giờ thay vì ra nhà hàng ăn thì bây giờ ăn cơm ở nhà đi. Được. Đấy, để đồ lên thắp nhang cho má đi. Cả nhà mình vui vẻ như vậy chắc má vui. Tết cho bà nội vui nha. Ai, 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 vô đốt nhang đi, ăn cơm nha. Bà nội ơi, phải ơi. Nhiều quá. Trời, em hậu đài mà anh lăn xê như ca sĩ vậy trời. Vô nghỉ ngơi đi em, gan dọn cảnh rồi ra mừng tiếp anh. Trời ơi, thơm tụ quá, ngon lành. Hậu đài mà anh lăn xê em quá. Quá không anh nhiều nha. Mọi chuyện đi em lo cho em. Ôi, ca sĩ. Alo. Dạ. Em Hướng Minh Dọn. Hậu đài kim thiết kế sân khấu anh. Dạ, tối nay anh ca sĩ hát bài Bụi Phấn đúng không? Em biết bài đó, Bụi Phấn bye bye. Khi thầy biết bạn Bụi Phấn bye bye đúng không? Em thiết kế cho anh là bây giờ là có cái bục giảng ở đây. Rồi ở đây là mấy cái bàn học sinh. Rồi anh đứng trên đó anh hát. Ấn tượng không anh? Ý tưởng cũ quá hả? Trên muốn hát bài đó là sao? Là giờ em lấy phấn em chà ra thành bụi khoảng 20kg. Rồi em đứng trong cánh gà, lúc mà anh hát bài đó là em thổi bụi phấn bay ra vô mặt, vô mình, vô mẩy anh hả? Trời, sáng tạo vậy anh. Em sợ bay không khán giả sao? Vậy mới ấn tượng đúng không? Rồi để em hỏi ông bầu coi sao. Trời ơi trời, ca sĩ đòi hỏi cao quá vậy. Khỏi bụi này chắc chết quá. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay ca sĩ hát bài Bụi Phấn á, ảnh yêu cầu là đứng trong cánh gà thổi bụi phấn 20kg bụi phấn ra cho anh đứng ra hát bài đó. Mệt hả? Sao? Vậy em lấy 20kg phấn đó chọi thẳng vô mặt ổng ấn tượng hơn hả? Chọi hết 20kg vô mặt vô mày vô ổng luôn hả? Rồi rồi, để em biết làm. Trời ơi, cái này ông bầu ông suối tôi đó nha. Tối nay có gì không biết đâu. Trời ơi, làm cái nghề hậu đài khổ dễ sợ. Đủ cái chuyện trên đời. Khổ năm gì mà người. Khổ. Cái gì? Quá khổ. Ai nữa? Ai khổ? Quá khổ. Ai khổ? Quá khổ, tôi khổ. Tỉnh anh. Không khổ quá đó. Khổ. Phải bình tĩnh lại, cái gì khổ? Tôi quá khổ, tại sao ai hiểu tôi trơn vậy? Hả? Không, anh bình tĩnh lại nói em nghe đi, em hiểu. Khổ vụ gì? Xe vé khổ. Xe vé mà, nghề tôi nghề xe vé mà. Trời ơi, xé vé gì đâu khổ. Khổ chứ. Làm gì khổ, trời, anh là tên hoài xé, gặp anh là xé hoài. Bây giờ anh làm nghề xé vé là đúng rồi. Nhờ tôi xé nhiều mấy người mới có cơm sống á nha. Nào, sao anh? Bữa nay mới khổ nè. Vụ gì khổ anh phải kể em biết. Tôi xé suất 1 xong xuôi rồi, tự nhiên tôi thấy khán giả hăng quá, tôi xé luôn suất 2 giờ không biết sao luôn nè. Bây giờ không biết ai vé suất 1, ai vé suất 2, khổ quá khổ. Ai biểu anh sung quá chi, thấy nào bị ông bầu chửi giờ sao? Bởi sung rồi vừa thôi chứ giảm thì khổ anh làm gì trời khổ. Ơi, lâu lâu mới tăng cường danh ca, mới có khách đông, nó tranh thủ xé. Anh xé được vậy xé tét tay luôn còn mừng, chứ mà không có gì để xé mới đòn mới mệt đó thiệt. Anh hoài xé. Ông làm gì khổ? Em khổ nè, anh là anh khổ mấy chuyện xé vé thôi. Em ở trong hậu đài mới là khổ nè. Đủ thứ chuyện phải đối đủ thứ chỗ độ em luôn. Làm gì đủ thứ đâu? Ca sĩ muốn mà bầu muốn rồi tùm lum tà la. Em nói anh kể mới bữa hổm đây nè. Cái cặp ca sĩ ra hát trích đoạn Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Đó, yêu cầu em là bà hát Chúc Anh Đài á, yêu cầu em á là bà đi ra sân khấu á là bà mặc nguyên cái sa rê. Trời. Đó, xong rồi bà đeo cái đài radio nhỏ xíu vậy nè. Đó, cho bà bước ra hát xong ta biết là bà là Chúc Anh Đài.
cái đại chút xíu gọi là chúc anh đại à. Ai biết bà kêu vậy á, phải sáng tạo gì khán giả mới thích. Ca sĩ nào tào lao. Em biết sao chiều luôn, còn ông Lương Sơn Bá mới mệt đó nha. Sao? Ông Lương Sơn Bá ông kêu là ông thiết kế giọng nguyên cái núi bự chành bành vậy nè. Rồi dưới đây là sông. Rồi ổng từ trên núi ổng đeo con lương ổng đi xuống ổng hát là cho tao biết Lương Sơn Bá. Ê, cuối cùng mày có làm không? Vẫn làm. Trời ơi khổ quá trời. Trời ơi dễ ợt. Bây giờ Lương Sơn Bá là ra chưa xưng tên là người ta biết Lương Sơn Bá rồi. Còn nếu muốn đâu có cần phải dựng cái núi lên là cái chữ Sơn. Giờ à, sao? Bây giờ đó mai mốt ổng có yêu cầu như vậy à, mày cầm một cái bao thơ lương lên. Rồi. Bao thơ mà lãnh lương đó nha. Rồi. Mày cầm cái thùng sơn mày tạt thẳng vô nó. Xong bắt đầu mày đưa cái bao thơ lương cho nó, mày đạp xuống sông cho Hà Bá ăn nó luôn. Đó, Lương Sơn Bá đó. Anh xúi em giỡn hoài chết em luôn á. Bây giờ thiệt, bây giờ em không biết làm sao mà nói chuyện với ông tùm lum tà la chuyện. Khổ lắm anh ơi. Ôi, nói nghề nghề của mày khổ sao bằng nghề anh. Anh xé vé không cái gì đâu khổ. Mày, nhiều cái trường hợp kinh khủng lắm. Sao mà xé vé? Tao phải giải quyết, anh phải giải quyết em biết đâu. Sao? Đây nè, trường hợp này, có hai ông bà cụ già. À, đi coi mua hai cái vé ngồi hàng VIP đàng hoàng. Ừ, xong chưa hỏi con cái này là coi nguyên chương trình luôn đúng không? Ừ. À, đó dạ coi nguyên chương trình luôn. Dạ hai cụ mời hai cụ vô, hai ông bà vô. Đơn giản quá rồi đâu khổ. Số hai vô nữa. Số hai cầm hai cái đó vô nữa. Là sao? Nói dạ cái này số một, số hai là nếu mà có vô thì phải mua hai vé mới. Cái nó không, cái này là tôi hồi nãy là bác có hỏi rồi, cái này là coi nguyên chương trình đúng không? Thì coi nửa chương trình là bà mệt, vợ tao mệt, tao đi ra. Rồi bây giờ nửa chương trình rồi tao mới vô lại nè. Để coi cho đủ đó. Khổ không? Có những trường hợp. Bây giờ các cụ lớn rồi mình phải đưa vô chứ không lẽ giờ mình đuổi cụ ra đâu có được. Mất làm vậy là khổ. Thì bởi vậy cũng khó mà tại mấy cụ cũng thông cảm. Ghê cái này mới ghê. Sao? Đang xé vé. Thấy hai người xăm hình rồi này nọ vô. Vậy lại căng à. Ê ban vé coi. Rồi. Đưa vé. Hai đứa đi vô. Hai đứa đi vô. Rồi anh xét vé sao? Xong nói anh ơi, hai người là phải hai vé. Đứa có một vé mà hai người. Hai người. Xong nói bây giờ tao thích vô một vé được không? Trời ơi. Anh ơi anh thông cảm em. Xăm chỗ ghê lắm, người tập tạ đô lắm. Ê, anh ơi thông cảm này tại vì em chỉ làm công ăn lương thôi. Nói bây giờ mày giải quyết làm sao? Bây giờ tao muốn vô hai người mà một vé thôi. Nói anh ơi anh phải cho em biết cái lý do chứ tội nghiệp em. Nói đúng bây rồi giờ, bây giờ tao một đứa mù một đứa điếc. Cũng vô thì một đứa nhìn thấy và một đứa nghe được, hai người cộng lại thành một vé thôi chứ. Quá đau khổ. Ôi ngàn lẻ một chuyện. Quá đau khổ. À cái vụ đó bữa hở mày biết xong hai ổng vô á là em đứng trong đây em nghe sùm vậy dưới vô hai người giành ghế nhau quýnh lộn. Em nghe quýnh lộn quá trời, người ta khán giả gần đó ta đứng vậy ta can mà anh bữa đó anh bậy tự nhiên ta can để cho ta can đi em kêu bình tĩnh thôi anh không cho người ta can là sao để người ta can đi tiếng kiếm tao đâu phải là không cho can trời anh kêu bình tĩnh thôi ta kêu bình tĩnh thôi là hai người đó là một ông tên Bình một ông tên Tĩnh. Tao mới kêu bình tĩnh thôi đi. Bình tĩnh thôi đi, mấy người tưởng tao bị kêu bình tĩnh, đứng ở ngoài hết, không ai can á. Thấy tao sướng à. Đây nè, còn chưa kể mày nghe. Có một cái cặp yêu nhau 5 năm, xong mua hai cái vé. Mua hai cái vé hỏi, cái vé này có kèm trẻ em không? Nói vợ, vé này thì không cần kèm trẻ em. Nhưng mà, nói là tại tụi anh cũng kẹt có mấy đứa nhỏ đó. Cho nên là có thể đi được không? Yêu nhau mà. Yêu nhau 5 năm. Ờ. Ok vậy. Nói dạ cũng được nhưng mà anh thông cảm là chỉ có trẻ em mà dưới 1 mét á. Ừ. Thì cho vô không có cần vé. Vậy thì chuyện nó quá đơn giản thôi gì đâu. Vô đưa hai vé xong thì vừa xét cái re. Thấy 30 đứa con nít. Cái gì dữ vậy? Bà làm cô nuôi dạy trẻ mà. Trời ơi, đứa luôn, ta vô ta xếp ghế cho ngồi ta điên luôn mà. Bữa đó ta hốt tiền nữa ta bù nguyên tháng lương luôn á. Trời ơi, chua dữ vậy trời. Chua cay lắm, đâu phải đâu. Thì bởi vậy trong cái đoàn hát này trời ơi trời. Ai mỗi tình mỗi cảnh ai cũng khổ hết mà. Đủ thứ chuyện hết, kể cả ngày không hết luôn á thiệt. Thiệt, cái đoàn hát mình là kể cả một ngày đủ chuyện không kể, kể hoài không bao giờ hết. Cái gì vậy? Hai giờ này còn khá tập tành cái gì nữa vậy trời ơi. Có chuyện gì nữa vậy trời?
à, tới trời diễn à. Wow. Một tình yêu giống như cơn mê, yêu làm chi cứ thế mê chê. Yêu người nên khổ thân cho ta, tới yêu mà ra. Trăm lần yêu chẳng cho ta vui, đêm nằm nghe trái tim ngâm ngùi. Ôi tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Thôi, thôi, thôi. Gì vậy? Tình yêu sợ thì đừng có hát. Tình yêu sợ quá đi thôi, sợ quá đi thôi. Khổ quá tôi mới hát bài này chứ bộ. Nãy mới mở lên tưởng đâu ai, thì ra là ca sĩ Chí Mày Phủ. Ủa, anh cũng biết anh Chí Mày Phủ luôn hả? Biết sao biết. Ôi, anh, em giới thiệu cho anh Chí Mày Phủ, ca sĩ lát hát lót của đoàn mình. Ê, em tưởng đâu trong đoàn của mình em biết anh chứ ai ngờ anh biết. Em đừng bao giờ kêu là ca sĩ hát lót. Ca sĩ hát lót sẽ... Những người ca sĩ chưa nổi tiếng người ta đều là kêu ca sĩ trẻ. Hiểu chưa? Trời, không ai ca sĩ trẻ mặt hát như anh luôn á. Xin lỗi em à, những ca sĩ nổi tiếng có thể có tên nhưng chưa chắc tuổi bằng anh. Ôi, tự tin ghê anh hồi. Ơi, nhưng mà anh phải nhớ ngược lại là ca sĩ người ta cần tên, không có cần cái tuổi. Anh tỉnh lại giùm được không? Đúng, anh Chí Mè Phủ hôm nay bằng bộ đồ ghê thật chứ. Ờ, bằng bộ đồ, đáng lý ra anh mặc màu đen không là đúng luôn á. Là sao? Chí Mè Phủ là chè mè đen mà. À, anh bỏ cái này vô là xương sao hụt lụ rồi. Anh ơi, anh Chí Mè Phủ. Ê, nói giỡn. Anh ca sĩ hát lót thì hát lót chứ gì đâu. Đừng, hát lót thì nói hát. Em đừng có nói anh như vậy. Tùy chỗ thôi. Về quận 5 đi rồi thấy nha. Người ta quảng cáo tên anh không. Cái gì ghê vậy? Có. Đúng không, đoàn mình hát ở Rạp Hà Quê, ở quận 5. Ừ. Có cái ông đó đứng toàn quảng cáo tên Chí Mè Phủ không? Có quảng cáo riêng hả? Ờ. Thôi. Có. Ủa, anh không biết hả? Không biết, đâu có biết. Vậy là chắc ông bầu mời rồi. Ông đứng à, ông chưa? Chí Mè Phủ. Chí Mè Phủ. Chí Mè Phủ. Ông kêu 4-5 lần vậy bắt đầu. Thấy bắt đầu có người xếp hàng vô quá trời luôn. Ý chưa, xếp hàng mua vé đúng không? Em không biết, em tò mò em đi lên cái em thấy người ta cầm cái chén lên húp cái rột cái đi ra. Húp cái rột cái đi ra. Ủa là cái gì anh? Ông bán chè mày đen đó. Bởi vậy anh, là bởi vậy em nghĩ anh làm chiêu này nổi tiếng đi, mốt anh hát á anh bỏ 10 vé ông, anh kêu mấy ông mà bán chè vừa vô coi vừa bán chè luôn, người ta tưởng là fan anh á. Ờ, đúng rồi. Vô Chí Mè Phủ, Chí Mè Phủ, Chí Mè Phủ. Thì giờ anh hát lót, chịu hát lót đi anh ơi. Nè, cấm mày nói chưa hát lót hay chưa, yêu cầu đừng nói hát lót. Ok. Ờ, ca sĩ trẻ. Ca sĩ trẻ. Ờ, ok rồi, anh không thích hát lót đúng không? Ờ. Em kêu cái từ khác nó sang hơn, tiếng nước ngoài luôn. Được. Underwear single. Con giả mày sang... nghe mày. Sang quá, sang quá vậy nữa. Ê, có mình chỉ lót mày đưa cái quần à. Giờ liên tục chương trình, mời các bạn hãy tới với Underwear single Chí Mè Phủ. Thôi không có giỡn nữa nè. Bữa nay chương trình live show Thanh Tuyền nè. Đúng rồi. Ờ, à, được không? Hạnh mời hát cái giờ vàng. Gì? Trời, anh lên vậy luôn hả? Anh sao? Được hát luôn hả? Ờ. Huy, ghê chạy. Vậy là hát giờ vàng là anh hát cái mở màn tưng bừng đúng không? Ai hát mở màn mày? Vậy là hát ao chương trình thật là đông vui nhộn. Ai hát ao? Vậy là giữa chương trình đúng rồi, đỉnh hoành tráng nhất. Tầm thường. Chứ hát ở đây khúc nào? Lúc Thanh Tuyền thay đồ tao hát. Đỉnh. Rồi, đúng rồi, đỉnh rồi. Okay, okay, bữa nay tao hát một bài. Dạ. Ngu Lan Chức Nữ. Nghe chưa? Mày là thiết kế đúng không? Rồi rồi, em qua em giúp anh. Mày do mày thiết kế cho anh một cái cầu ô thước. Ê, ô thước. Cầu ô thước đó. Là cầu ô thước đó là bắt từ bên này qua bên kia sân khấu. Nghe chưa? À. Đó là trong cái tích đó là có cái cầu ô thước. Cầu ô thước là. Ừ. Nhờ ô thước bắt cầu. Đó, 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 đó. Nữa. Rồi, à. Cái cầu bắt từ đây qua đây luôn hả? Đúng. Rồi sao nữa? Ô thước nhưng mà phải làm bằng những con quạ màu đen. Đúng rồi, cái ngày đúng rồi, đúng rồi. Tức là cái tháng 7 mương Âu á là ông trời bắt cái cầu ô thước đúng để rồi. Cho Lan Chức Nữ gặp nhau á. Rồi bắt mấy những con quạ màu đen nó buộc vô cái thành cầu. Anh cho nó vỗ cánh bẹt 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 cho mình. Đó. Anh khó lắm anh, trời bây giờ là người ta bán là người ta bán chim sẻ hay gì, trời quạ là phải đi bắt, mà bắt làm sao mà bắt buộc vô nguyên một cái cầu từ đây qua đây. Anh đứng như anh làm vậy là khó cho nó rồi đó, thiết kế mà bằng quạ sống mà chết rồi. À, thôi được rồi. Nếu mày làm không cầu ô thước không được
Thì bây giờ mà làm cầu ok đi. Ok là sao? Cầu ok là ảnh đi trên cầu là ảnh cảm thấy không có bị rớt xuống là ok rồi đó. Ờ vậy ok. Tầm bảy. Ô là đen. Kê là gà. Thế gà bằng thế con quạ bằng gà. Mà phải mua gà đen nha. Cho gà đen mới ra. Khó em nữa rồi. Gà ơi, gà đỏ, gà vàng rồi dễ mua chứ gà đen khó em không à. Thiệt bây giờ phải xịt màu với con gà. Trời ơi tốn tiền kinh phí rồi tùm lum tà la. Bây giờ về đây, tao chỉ cho. Anh muốn gà đen thì mày mua gà đen. Bây giờ mày chạy tới chợ Bà Chiểu, mày mua 100 con gà ác, về mày kêu dòng họ mày nhổ lông nó hết đi. Là đen thui, cái mình nó đen thui à. Vẫn để y cánh vậy nó vẫn đập mình được. Thiệt. Là Nguyễn Cầu bắt ngang vô một đống con gà quả thân. Chơi luôn được, em đầu tư chơi luôn. Được không? Mà anh hát cái bài này với ai vậy? Anh hát cái bài này phải song ca. Hát chung với bà dì Năm nấu bếp á. Tao tập rồi hay lắm mày. Ê vậy hát được á. Hát sao? Hát chung xong rồi dì Năm vô nấu bếp là mày thiết kế cái cầu đó xong là bà Năm lấy 100 con gà ác đó là tìm thuốc bắc cho mình ăn luôn. Không biết nha này. Không được không? Để em gọi hỏi ông bầu mới biết được. À, hỏi chứ đi. Giờ ý anh vậy đúng không? Anh chơi nhiều cái ngặt quá anh. Ngặt khó gì? Em thiệt chứ. Quá ngặt. Alo. Ông bầu hả? Dạ, tối nay anh Chí Bè Phủ muốn hát bài Ngũ Lan Chức Nữ, muốn có một cái cầu bắt ngang sân khấu. Mà hát xong ca với lại dì Năm bán nấu bếp mình đó anh. Hoành tráng lắm nghe nói. Ok. Ok luôn. Ok. Bầu ok luôn. Ok rồi rồi rồi. Yeah. Trời ơi. Ông chịu rồi phải không? Ok anh. Ông nói sao? Ông nói là anh chọn đường này là sáng. Đúng. Được, ngon. Đúng. Thiệt, tươi sáng tương lai anh hơn. Là bây giờ á, ông kêu á anh là ngày mai khỏi hát nữa xuống làm bếp gì Năm luôn đi. À. Tươi sáng quá trời giờ khỏi hát nữa xuống làm bếp ngon hơn. Thôi. Hát không mai khỏi. Để tôi vô tôi trong tôi chờ ca sĩ mà không tới rồi tôi hát. Tôi hát chịu số phận gì đi. Nhưng mà em nói anh nghe nè. Anh hát cũng được mà. Hay. Ừ. Hay là gì? Sao? Bữa nay tao làm một tiết mục lạ đi. Lạ là gì nữa ông em bầu hỗ trợ. Không chịu thì tao tự đầu tư. Anh đầu tư gì? Tao nhờ hai đứa bay hỗ trợ giùm tao. Hỗ trợ gì? Hai đứa bay minh họa cho tao hát một bài. Rất là lạ. Minh họa hả? Tự nhiên em đây còn làm. Ê, đừng có lo, có bồi dưỡng hết. Mỗi đứa $3. Ok. Sao anh? Nhiều lắm rồi. $3, 5 phút, 1 tiếng đồng hồ làm có 10 đồng. Bây giờ sao? Bây giờ mình làm có 5 phút là có 3 đồng. Trời chơi chơi anh được em giỏi hơn ra mà bây giờ chỉ luôn. Diễn theo anh thôi gì anh diễn hát bài nào là diễn theo bài đấy gì rồi quả gì chơi đi chơi chơi anh hát bài Tháng 6 trời mưa rồi vô Tháng 6 trời mưa trời mưa không dứt trời không mưa anh cũng lạy trời mưa lại trời mưa lớn lên đi con lại trời ê con muốn khô mưa luôn rồi bị điên hả tao hát tháng sáu trời mưa thằng phun khí thế con thằng tụng kinh trù ai chết vậy anh kêu là lại trời mưa diễn vậy sát bài quá rồi còn gì nữa ơi mua mình diễn minh họa minh họa là vậy đúng không anh không muốn mua thì minh họa là phải vậy chứ sao trời tao thấy minh họa không được rồi đó chứ giờ anh muốn sao bây giờ tao bay thành vũ đạo không trời ơi thà nói vũ đạo vũ đạo đi vũ đạo trời coi không biết mấy được rồi nhảy đi tụi em là toàn những người yêu nghề nhưng mà vô đây á là tại vì chưa có cơ hội lên hát cho nên là mới đi xót vé mới đi làm thiết kế thôi rồi ta hát bài Love Potion Number 9 chỉ riêng mình ta chỉ riêng mình ta vô. Ok được nhảy đúng không nhảy ra ngoài nha vô đời hình nha vô đời hình nha cái chuyện đó bắt đầu vô đời hình liền tao thấy tạo kiểu là đẹp rồi đó bắt đầu mỗi sáng thức giấc không thấy chỉ riêng mình ta tiếng hót thanh thoát của những chú chim vừa qua ngày vui lại lên sao lòng thấy cô đơn lạ thường ngày anh rời xa sao chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta cái gì vậy mấy ông nội trời đất ơi cái bài người ta sung vậy mấy ông múa cái gì mà ông nằm chỗ
chị trời ơi, diễn tả nó vậy thôi chứ nội tâm quá trời. Nội tâm chỗ nào nè? Anh thấy ông đang nằm nè không? Sáng sớm thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta. À, đó bắt đầu tới con chim nè, tiếng hót thanh đó của những chú chim vừa qua. Ngài vui lại lên, sao lòng thấy cô đơn lạ thường. Ngài em rời xa là chỉ vô mặt con quỷ đó. Tôi chỉ thấy trái đất chỉ riêng mình ta. Vậy nó quá trời rồi, anh còn đòi gì nữa trời. Ơi ông ơi, cái bài này Nguyễn Thư người ta hát nguyên một vũ đàn hoành tráng, đứng lên sau nhảy quất qua bước lại đội hình này họ. Mấy ông diễn thì chết rồi. Trời ơi, đi chơi với Nguyễn Hưng. Ra hỏi bà Marito coi bà dựng cái bài múa đó bao nhiêu ngàn. Sao? À, bà dựng cái bài múa gần cả 100,000, ông được có 6 đô, ông biểu nhảy như Nguyễn Hưng. Điên. Tiền nào của đó thôi chứ giờ anh muốn sao đem giúp anh hết sức cự kè nữa. Rồi nhảy như Nguyễn Hưng. Giúp anh hết sức luôn rồi đó. Bực mình nó cắt lần đi. Rồi dẹp này đúng không? Bởi vậy giúp anh hết sức. Giờ anh phải tìm cái gì khác chứ. Anh cứ vậy hoài, anh hát cả cuộc đời anh hát hoài không bao giờ lên nổi. Anh là phải có tài năng. Giọng hát của anh có. Mà em thấy gì nữa nè. Anh là anh chịu khó bồi dưỡng lắm. Ờ à, nó nói mà đi ta. Thiệt trời, anh hả, chế độ ăn uống anh rất là cao nha. À. Hình như là anh tập trung vô giọng là, ủa mà anh khoái ăn trứng sốt cà là mà ăn nó cổ cho giọng đúng không? Đúng không anh? Ai biết, không như làm ca sĩ gì rành nha, anh ta đâu biết. Hay là ăn cái đó bổ bổ thì tập tạ cơ bắp. Tụi bay không biết gì hết trơn, làm gì cũng phải có suy nghĩ. Sao? Tụi bay biết mà, ca sĩ hát lóc người ta một đêm được chừng 200 đô. Mà trong hết 50 đô là ta phải đi mướn đồ, cái son phấn rồi. Trời ghê à. Thấy chưa? Trời trời. Gì? Đẹp đúng không? Đồ son phấn mà còn làm móng tay đẹp đồ nữa kìa anh. Cái này ta làm không có tốn tiền. Do cái hãng mà ai sell tài trợ. Trời có tài trợ làm móng tay. Tài trợ làm năm móng có ý nghĩa hết. Ý nghĩa gì? Đẹp, rẻ, bền, sang, bóng. Ủa cái nút cưới mà bóng này. Bóng gì nữa. Đẹp phải bóng còn mà ổng thành bóng luôn mà hay. Bây giờ nghe nói đang có cái chương trình này mới hay nè. Cái gì? Mua hay là không mua sản phẩm đều được tặng vé số bốc thăm trúng hai chiếc xe điện hiệu Tesla. Trời ơi trời. Tên là X. Tiếng Anh chuẩn. Trị giá là mỗi chiếc là 100,000 đô. Ghê. Ồ ghê ghê. Ê, vậy đăng ký cho em nữa nha. Được. Đăng ký cho em ơi. Được hết á. Chứ tại nhiều khi em xé vé em không có để ý. Được. Bữa nào anh làm neo để xé vé cho đẹp. À bây giờ trở lại cái vấn đề của anh. Sao? Còn lấy 150 đô anh làm cái gì? Làm gì? Làm gì? Trước khi diễn anh đi sàn, đi kiếm tất cả những chỗ gần sân khấu mình, anh mua hết trứng và cà. Về ăn chi quá trời vậy? Còn chi vậy anh, gì dữ vậy? Ăn cái gì ông nội? Tại sao? Tao ra tao hát chuỗi mà khán giả không thích á. Muốn chọi cũng không có cái gì để chọi tao hết. Trời ơi. Ông tính xa dễ sợ luôn. Sao quá xa? Em ngưỡng mộ anh luôn rồi đó, thiệt. Sao? Anh đúng luôn á. Đây, chưa có hết. Nếu mà nó có chọi tao né. Ủa lại gì? Sao? Vụ gì? Gì? Không, sao? Gì? Ý ảnh nói là ca sĩ mà làm live show mà hát 17, 18 bài. À, đó. 20 bài không mệt bằng ảnh hát 2 bài đâu. Ca sĩ mà làm live show hát 20-30 bài. Nó mệt nhưng mà chưa chắc nó mệt bằng anh. Anh hát có 2 bài mà anh rất là mệt. Anh hát 2 bài làm gì mệt bằng ta hát 2 mấy bài cha. Trời ơi, mà không hiểu gì chứ. Người ta hát thì bình thường nhưng tao hát tao phải có vũ đạo. Người ta có tập trung tâm thần, tinh thần của tao, tao phải rình chứ. Ủa hát mà rình nữa hả? Trời đất ơi, không rình sao được, có mắt phải liếc qua liếc lại. Hả? Nó hoành tính lên né. À, né trứng bay vô cái phòng rớt xuống, không có bể. Tao né bên này, cà bay lên không có dập. Hả? Trời ơi. Trứng cà đó tao gom tao đưa bà Năm làm lương thực cho đoàn. Còn chưa kể nó quăng dép mũ, dép lào, rồi chai lọ lên tao chụp, tao bán về chai. Đúng rồi, bữa hôm anh có đưa em bán về chai mở đó. Trời ơi, không em nhìn. Không nhưng mà anh hát kiểu vậy, mặc dù anh hát mà anh rình khán giả vậy nhưng mà vẫn có fan hâm mộ nha. Bởi em đứng trong cánh gà em thấy. Chứ còn gì nữa. Có con bé gái á, trời nó hâm mộ anh, nó tặng anh 3-4 bó bông á. Anh vui quá anh xỉu luôn á, nhớ không? Đúng rồi, tao xỉu là đúng rồi. Sao vậy, nó tặng bó bông mà xỉu? Đó, nó tặng bông tao. Mà nó quên rút cái bông ra khỏi cái chậu, nó đưa cái chậu vô mặt tao luôn. Nằm viện mấy ngày đó, xỉu là đúng rồi. Vậy là nó chọi với nó. Nó chọi lên xong nó giật cái bông lại, nó để cái chậu bay luôn. À. Đó, bởi vậy anh ca sĩ hát lót đúng rồi. Mày không biết đâu, mày đừng có nói vậy, sai rồi. Đây anh xót vé là có một tình một cái hoàn cảnh mà anh chứng kiến luôn. Chính anh là người đưa bà cụ đó lên sân khấu luôn. Ê, gặp fan anh hả? Cứ kể cái chuyện anh đó. Anh cứ để cho em kể. Chuyện vui mình. Đây nè,
Bữa đó là có một bà cụ đi coi ca nhạc, mà mắt bà hơi mờ, không có thấy. Bà nghe được giọng hát xong xuôi á, lúc đó tôi đang xếp ghế cho người kế bên, xong bà mới nói: "Cháu ơi, à, ca sĩ nào đang hát đấy?" Xong rồi: "Dạ, ca sĩ Chí Mè Phủ." Xong bà nói: "Cho bà lên sân khấu để xem mặt tí được không?" Đấy, bây giờ bà ngồi gần là bà coi được rồi, nó không, mắt bà mờ lắm, bà không thấy đâu. Cho lên cho xem mặt được tí không? Nói: "Mình thấy cũng tội." Thì dẫn lên, lộn xộn đi lên này nè. Đấy, mắt không thấy đường, thôi cho sờ vào mặt tí. Có đèn quà có gói quà nữa, gói trong giấy áo. Ôi thiệt, em không ngủ mỏi. Sờ. Đâu có thấy đường đâu. Sờ. Mắt sờ mũi rồi này nọ xong xuôi. Tháo cái tờ giấy báo ra. Lấy cái dép giả bẻ vào. Gì? Mẹ cái mặt như cái mâm rồi còn hát dở. Nói rồi, cái tôi kêu đừng có kể, cứ kể. Căng mồm, bằng chữ căng. Ba kêu, căng mồm cút xéo vào trong. À vậy là em biết rồi, bà đứng từ xa, bà nghe. Bà sợ trội hụt, bà mới kêu xin lên rồi tận mặt quất cái tạc cho chính xác cái gì. Thôi đừng buồn anh ơi, em nói anh nghe, em cũng mê hát lắm mà vô đây cũng chưa được hát. Bây giờ mình cứ văn ôn võ luyện thôi. Rồi một ngày nào đó tự nhiên ông tổ gõ đầu mình cái mình nổi tiếng, biết đâu được. Đúng không? Không, cái gì anh đâu? Không có đủ kiên nhẫn mà chờ vậy. Anh nói cho em nghe, bây giờ là công nghệ 4.0 rồi ha. Bây giờ mình phải làm những cái trò xàm xí rú đưa lên mạng thì không. Là anh gì ơi, nữa? Mấy cái trò xàm xí đó là chỉ có nổi một thời gian thôi, nó không có cái độ bền bỉ. Anh phải làm sao mà khán giả để ý tới anh mà bắt đầu vô trong tiềm thức của họ. Họ yêu mến anh bằng giọng hát cơ, chứ không phải là bằng chiêu trò tầm bậy. Có gì tối nay còn là live show của Thanh Tiền nào, là người ta đâu cần chiêu trò đâu, người ta vẫn nổi tiếng. Được rồi. Sao? Anh tính như vậy. Những người nổi tiếng thì người ta mới làm live show. Còn anh chưa nổi tiếng, anh làm live show rồi sẽ nổi tiếng. Trời. Nhưng mà làm đàng hoàng nha. Làm được cái gì ta vậy? Bây giờ anh có cái ý tưởng cái gì? Sao? Anh sẽ làm sân khấu trên một cái ghe. Tụi live show anh hay, ghe hả? Hay, được. Diễn trên sông. Diễn trên sông luôn. Anh đầu tư mua vỏ xe, áo phao chị. Phát cho khán giả chị. Phát khán giả chị? Để khán giả bơi theo nghe coi anh hát. Trời ơi, cái live show gì ghê vậy trời. Anh sẽ hát từ miền Nam, hát đủ hết chín nhánh sông Cửu Long. Ra tới miền Trung anh hát trên sông Hương. Rồi ra tới miền Bắc anh hát trên sông Hồng. Đi tới đâu khán giả bơi theo con anh hát. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Ý tưởng anh rất là độc lạ. Từ xưa giờ ca sĩ chưa ai dám làm live show như anh. Đúng. Nhưng anh làm như vậy á là đối với người dưới đồng bằng. Còn đối với người ở miền núi là anh bất công với người ta. Người ta không coi được cái live show mà thật sự là lạ lùng từ xưa giờ của anh. Chứ làm sao? Bây giờ anh đưa lên cái chỗ mà cô Thanh Tiền sinh ra đi. Anh đưa lên Đà Lạt. Anh đem cái thuyền lên Đà Lạt. Em sẽ cho thiết kế đưa lên cái thác Cam Ly cho anh. Anh để cái thuyền trên thác. Hay á. Bắt đầu mình néo 4 cọng dây cho thuyền nó đứng lại. Khán giả đứng ở dưới thác, không lên trên bờ để bơi đâu. Đứng ở dưới cái gì thác nè, cái lòng thác đó. Bắt đầu coi lên. Khi nào giới thiệu ca sĩ Chi Mèo. Rồi sao? Em kêu chặt dây. Cái thuyền nhào xuống lộn ụp xuống cái thác là anh vừa xiết vừa hát luôn đó. Té của nó còn gì tao nữa mày. Thì đó, bây giờ nên lấy cái là live show cuối cùng. Hey, lần đầu như lần cuối. Góp ý tầm bậy tầm bạ không? Không. Mày có ý kiến gì không? Ý tưởng lạ vậy em khoái nhờ anh biết sao không? Tại vì trên sông nước đồ nó đều quá. Nó một cái live show là mình phải làm cái live show máu lửa. Máu lửa sao? Đúng. Máu lửa hoành tráng. Máu lửa đó anh, đúng không? Bây giờ lửa. Anh nữa khai thác đường thủy. Anh làm cái live show trên đường bộ đi. Được, miễn máu lửa là được. Đường bộ là anh thuê khoảng 5 chiếc container. Ngồi trên mấy container là anh sắp mấy ghế đậu khán giả ngồi trên đó. Bắt đầu sân khấu anh là anh đứng anh hát trên cái xe bồn, anh biết xe bồn không? Xe bồn. Xe chạy xăng á. Chạy xăng đó. Ờ đứng trên đó anh hát. Lạ đó. Bắt đầu là 5 chiếc xe container sao, bắt đầu xe bồn chạy trước nào, bắt đầu xe di chuyển khoảng 40-50 cây số giờ á. Là bắt đầu MC là và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu, là em đem quẹt em thảy vô trong bồn xăng là nó phừng. Trời ơi, vừa có lửa là vừa có máu là vừa có thịt rớt chụm. Mày điên ha mày.
Thằng này nó kêu tao nhảy từ tên thác xuống còn mày châm lửa đốt tao luôn. Cái chương trình đó là chương trình phóng tên lửa của NASA. Không, nhưng mà mày tào lao mày ơi. Tầm 7 cái làm gì mà. Thôi khán giả coi giống vậy ngồi trên container khó coi lắm. Sao? Bây giờ á, ảnh vẫn làm đường bộ. Nhưng mình sẽ thiết kế theo một cái kiểu khác. Kiểu nào em? Khán giả đi bộ coi cũng được, đi xe Honda coi cũng được, đi xe buýt coi cũng được. Hay nhá. Cái này hay. Mày mướn một chiếc xe rồng 8 cửa. Ờ. Có rồng thiết kế rồng phụng vàng đồ này nọ đàng hoàng. Đó. Đằng sau là một băng nhạc. Là băng kèn đó nha. Quá dữ á. Anh thích kèn, anh thích kèn. 8 đứa dancer bận đồng phục. 8 dancer luôn. Quá dữ. Chuẩn bị live show là khiêng ảnh đẩy vô phá. Anh nằm ở trong anh hát, xung quanh người ta đi theo người ta coi. Đó. Kèn lên phá 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 phá. Dữ anh đó. Không mà biết sao, hồi lâu giờ ca sĩ ta đứng ta hát không à, mà anh nằm anh hát á, anh mới xô được hết cái giọng của anh ra. Khán giả mới ngưỡng. Ôi anh, nhưng mà nằm vậy á thì sao khán giả thấy được mặt ảnh? Ở trước có thằng gặp cái hình đi rồi. Ủa sao nghe mày diễn tả giống như là xe chở hồn vậy mày? Tụi bay điên hết hả? Đưa được rốt cuộc người ta là cuối đời không vậy? Ý tưởng như tầm bậy tầm bạ. Thôi em chọc anh chơi thôi. Nói vậy nếu mà anh đã khai thác, anh tập trung vô, anh nhờ cái ông gì là giám đốc, ông gì Aizel á hả? Đó đó. Aizel. Ông đó là phi công luôn á. Sao? Mướn máy bay chơi trên đường hàng không. Live show trên đường hàng không. Chưa bao giờ thấy. Có đi máy bay dân sự. Phải mướn máy bay quân sự, máy bay mà chở xe tăng thiết giáp rồi đó. Mướn xong mời khán giả lên ngồi hết trên đó. Sắp cái mũ ngồi trên đó. Ngồi hết trên đó, xong xuôi máy bay lên khoảng chừng tiếng hồ cho khán giả ăn uống đồ này nọ, xong xuôi bắt đầu chương trình live show. Anh hát cỡ chừng nửa bài, bắt đầu hai con chân dài đi ra. Tưởng tượng đi. Hai con chân dài đi ra, nắm tay anh. Đó, xong từ từ tới mở cửa dầm anh xuống. Và bắt đầu khán giả bắt đầu kêu cái ông bà phi công á, lạng mấy vòng đảo ở đó cho khán giả coi. Rồi họ lấy máy quay phim á, họ quay điện thoại rồi này nọ, họ quay lại. Quay làm cái gì? Quay với lại định vị. Định vị là làm cái gì? La bàn. Nó làm cái gì? Đặng báo cho gia đình ông biết ông tới hốt xác. Hát bài. Ê đừng có giận nữa. Giỡn chơi á. Thôi đang cố gắng nè anh ơi. Giỡn chơi thế chung là vô cái show của anh Tiền tối nay là nhiều khi là ủi. Ủa cái gì vậy? Ai kêu vậy? Bây giờ đi coi. Ông bầu ông gọi không biết có gì không? Bầu rồi. Biết có chuyện gì. Alo dạ em nghe ông bầu ơi. Dạ. Sao? Có chuyện đó nữa hả? Gì vậy? Cái gì nữa? Có chuyện đó luôn hả? Cái gì vậy? Gì? Chuyện gì mà nói đi, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Mấy anh ơi. Cái gì? Thời tới với mình gọi mấy anh ơi. Cái gì? Dẹp ăn hết rồi, cái gì đâu. Không phải, cái đó là chuyện tập thể thôi, còn cái này chuyện cá nhân nè. Cá nhân gì? Cái gì? Em nói hai anh nghe, ông bầu mới gọi em nè. Vậy? Nói là tối nay lại show cô Thanh Tiền. Mà cô Thanh Tiền á là thích nâng đỡ những ca sĩ trẻ lắm. Cô nói là tối nay cô muốn song ca một ca sĩ trẻ có chất giọng lạ. Rồi xong á là kêu em tìm về một ca sĩ đây tối nay hát nè. Bây giờ tụi cơ hội tứ với mình nói như mình đam mê mình lên luôn. Đây anh nói cho mày nghe, nếu để chọn ra cái người thì không ai qua người ấy. Tiếng hát mạnh mẽ, phong độ đẹp trai đó, người ấy chính là Hoài Xé. Cái gì vậy ông nội, làm tao mất hứng vậy? Tại sao làm là mày? Ủa? Anh ơi, em xé vé trong này bao nhiêu năm rồi, em chỉ mơ ước một ngày em được hát thôi. Mày có giờ mày... Em hát. Mày có giờ mày hát đâu? Anh thôi chưa tôi nghe thôi. Không được. Hai người bình tĩnh. Hai người bình tĩnh, đừng cãi lộn, của em làm trọng tài đây nè. Để em biết em sàng lọc, nhưng mà biết sao không? Tìm ca sĩ mà xong cái cô là phải biết về cô, am hiểu về cô. Mới hát với chung cô mới hợp. Am hiểu là sao? Ví dụ như là giờ phải biết cô Thanh Tiền. Tại sao có tên Thanh Tiền, phải biết ý nghĩa của Thanh Tiền là gì chứ. Em nè. Là sao? Thanh Tiền là sao? Thanh là màu xanh, tiền là tiền bạc, là tờ tiền màu xanh, giống như cô, hấp dẫn như tờ tiền màu xanh. Bấy tùm bá. Để tôi nói cho mày nghe. Thanh tức là giọng hát. Tiền là tiền bạc.
Thanh tiền có nghĩa là đi dùng giọng hát mình lấy tiền người ta, gọi là ca sĩ. Tao trời ơi. Cái gì? Thanh là trong mát, tiền là dòng suối, thanh tiền là dòng suối trong mát. Anh mới hiểu nhất nè. Tôi còn biết luôn nè. Cổ sinh ở Đà Lạt. Rồi. Tên thiệt là tên Mai. Hay quá. Anh âm hiểu đúng âm. Rồi, có điện thoại nè. Thành thử tôi hát. Thôi, đừng cãi nữa, đừng cãi nữa. Rồi, để từ từ. Chưa biết. Alo. Dạ em nghe. Sao mấy anh? Mấy người. Có chuyện đó nữa hả? Cái gì chuyện đó hoài vậy? Rồi. Sao? Gì đó? Mấy anh ban nhạc mới gọi báo cho em mà. Sao? Là mấy ngày hôm nay live show của cô á, chế độ tập căng quá, sợ cô mệt nên tối nay không biết có diễn hay không à. Dành nha ông Chi. Trời ơi, mất cơ hội nữa. Ăn mì gói luôn rồi. Thôi đi, đừng có sợ nhịn đói. Ai chứ hả, thanh tiền là tao biết chắc chắn là không bao giờ bỏ show đâu. Sao không biết? Trời ơi, không nghe hả? Đã thích giọng ca thanh tiền là phải biết cái câu nói của thanh tiền. Câu gì? Đây nè, để tôi cho nghe nè. Mở mở giùm em cái đó anh ơi. Cái gì? Ê, khúc này lâu lắm rồi nè. Lâu rồi. Tí hát thanh tuyền. Dòng máu này còn chảy trong tim. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm. Hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi gian xa. Thấy chưa? Hồi nãy cái này là mới mệt, hơi nghe mệt cái này là biết rồi. Nếu mà vậy là cô nói vậy là an tâm rồi, tối nay mình vẫn mở màn chứ. Chuẩn bị đi, sân khấu rồi đi. Vậy là ngon rồi. Còn anh vẫn tập bài. Tập đi. Rồi, tập chuẩn bị. Hai anh vẫn tập đi, em vô em lo, anh chuẩn bị rồi. Rồi, hát rồi, tụi lưu. Cho mấy cái ra đánh tập. Rồi, anh ra tập đi, em phụ cho. Rồi, vô đây dọn dẹp rồi. Cãi nhau mất giờ quá. Hay quá, vậy là tối nay vẫn sáng đèn với anh ơi. Đây. Tập đi, em đi vô dọn dẹp cái nha. Dọn đi. Rồi, dọn dẹp cái. Rồi. Đừng đi. Tập nha. Rồi. Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu. Hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Giữa đường cơn gió lặng thinh, nghe nghiêng nắng lòng mình nao nao. Hai người chẳng biết làm sao khi không có kẻ, thật lâu đừng buồn. Đã trót năm thương thôi ta đứng lại, nhiều đường em qua. Người đi, đi với một người, biết chăng một người đang cười mà đau. Dù sao cũng mối duyên đầu, dù sao em cũng qua cầu lá sông. Bây giờ chẳng biết làm sao, lẽ nào gặp lại, lẽ nào làm ngơ. Nhà em một bức tường thưa, chiều nay như qua thẫn thờ bước qua. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió buồn hơi thở buồn. Để nghe được tiếng em cười, để nghe tôi gió.
ơi, chưa có bữa nào mà hai anh là tập nghe hát vậy. Trời ơi, bữa nay hai anh được hát, cô Thanh Tiên quá. Ừ. Chào cô. Trời ơi, trời. Đã đi. Dạ, thay mặt anh Chí Mày Phủ là anh Chí Tài với lại Hứa Minh Đạt. Cảm ơn Măng Thanh Tiên. Cảm ơn Măng rất là nhiều. Chương trình này được bảo trợ bởi iGel Beauty. Thưa quý vị, lúc đầu Kỳ Duyên đã giới thiệu và cảm ơn người bảo trợ chương trình hôm nay. Đó là công ty iGel Beauty. Bây giờ chúng tôi mời quý vị chào đón người đại diện của công ty, anh Daniel Bùi. Dạ, con xin chào chú, and con xin chào quý vị của Two Gang Show. Cháu có vợ rồi phải không? Dạ, cháu có vợ rồi chứ. Tại vì đẹp trai như thế này, thưa quý vị, 10 năm trong quân đội Mỹ là phi công của trực thăng máy bay chiến đấu, đã đi Afghanistan. Nhà cháu hình như mấy anh em đi lính Mỹ hết phải không cháu? Dạ thưa chú, 4 anh em của quân đội Mỹ. Nói thiệt với chú là cháu đi Afghanistan, cháu không có sợ mấy, nhưng mà cháu lên sân khấu này cũng hơi bị rung đó chú. Cái đó đúng quý vị, cái đó đúng. Các bác sĩ nói như thế này nè, khi mà họ phân tích một người nói trước công chúng thì cái thần kinh, cái bộ óc người ta sợ ngang với một người cầm súng lao ra mặt trận. Đó là kết quả nghiên cứu của các bác sĩ. Cho nên là một người đã từng đi chiến đấu 10 năm mà bây giờ là lúc nãy cứ run lẩy bẩy trong đó, thì chú bảo không sao, cháu có việc ra đây đi. Trước hết là chú cảm ơn và chúc mừng các anh em của cháu đã tham gia quân đội và bây giờ bỏ máy bay chiến đấu để trở về làm neo. Thì không biết là hai cái nó khác nhau nhiều hay không, nhưng mà thưa quý vị lúc nãy trước khi vào rạp, quý vị có thấy cái quầy hàng bày bán ở ngoài kia là của iGel Beauty, thì chú cũng chưa biết sản phẩm gì của cháu, thì nhân đây thì cháu thưa chuyện với khán thính giả vắn tắt. Dạ vâng, thưa chú với quý vị, là iGel Beauty là công ty sản xuất về products cho nghề nails. Thì công ty iGel Beauty là trong anh em gia đình hết. Thì cũng có mấy cái sản phẩm là trên thị trường cũng bán chạy nhất là 3-in-1, 3-trong-1. Thì nó cũng có lực sơn gel, lực sơn thường và bột vừa dip vừa đắp. Cái bột nhúng thì vừa dip vừa đắp, cái độ match của nó cũng 95-98%. Rồi cái màu là rất là chuẩn, rồi bột rất là mịn. Cháu ơi, chú nghe nói hiện bây giờ cháu đang làm cái promotion, có cái giải thưởng hấp dẫn lắm, cháu công bố cho mọi người biết. Dạ, thì bây giờ công ty đang ra cái chương trình promotion là lúc mà quý vị cũng không cần mua sản phẩm của iGel Beauty cũng được một cái vé ticket để vô hàng tháng sổ số, là cái promotion đấy là cũng được thắng được $2,500. Rồi cái đặc biệt nữa đó là tháng 6 2020 là mình đưa sổ số là được thắng được 2 chiếc xe Tesla Model X trị giá là $100,000 một chiếc xe. 2 chiếc xe chạy điện đó phải không cháu? Dạ, chạy điện chứ. Cái xe mà nó mở cái mui lên cao giống như trong phim James Bond đó quý vị. Tôi là say mê cái xe đó lắm, nhưng mà vì già quá không lái nổi. Nhưng mà chú nhìn cái xe đó rất thích. Quý vị tiêu thụ sản phẩm của iGel Beauty, quý vị có cơ hội để trúng 2 chiếc xe đó, chưa kể tiền mặt nữa vào cháu. Chưa kể tiền mặt nữa chứ. Dạ. Vâng, giỏi. Cảm ơn cháu đã đến với chương trình, đã bảo trợ chương trình hôm nay. Và chú rất là ngưỡng mộ gia đình cháu, là toàn những người thanh niên lao vào cuộc chiến cho nước Mỹ. Một lần nữa xin hân hạnh giới thiệu Daniel Bùi của iGel Beauty, thưa quý vị.
First Consulting Group, văn phòng chuyên nghiệp về di trú. À, nhớ rồi, cái văn phòng này là con mình nó bảo lãnh mình qua đây mà. Qua cái văn phòng này tốt đó. Nhưng mà bảo lãnh qua thì nhanh, nhưng mà thằng con mình nó làm cho mình buồn quá. Alo. Tao không cần mày quan tâm nha. Tao nói thiệt với mày á, cái điều tao sai lầm nhất trong cuộc đời tao á là để mày bảo lãnh đi qua đây. Ha? Cái gì? Mày đừng có nói nhiều. Mày cứ nhìn lên bàn kiếm cái bức tâm thơ của tao. Ha? Rồi coi đó, rồi ngủ ngon đi nha con. Đừng có nhớ gì tới thằng già này hết á. Cái gì? Không có tình cảm đâu mày. Thơ chửi đó. Vậy đi nha. Không biết con cái nhà ai mà mất dạy. Ủa, mình đẻ ra nó mà. Thiệt là tức. Hồi sáng á, mình giận, hùng hổ bỏ đi. Bây giờ ra đường, tính vô nursing home này sinh ở đây. Sao giờ thấy trời lạnh, thấy nhót nhót. Tiền bạc thì không có bao nhiêu. Ước gì bây giờ tự nhiên ông trời cũng cho mình một gói tiền, một túi tiền, sống qua ngày cũng đỡ. Cái gì vậy? Hả? Trời ơi, còn gì nữa đó hả? Trời ơi, có rồi. Cảm ơn trời, cảm ơn trời. Tiền. Có gì ăn cướp hả mày? Ăn cướp hả? Mày, 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 ồ, à, hẹp, hẹp, hẹp. Hẹp con khỉ. Tôi lại đâu mà là kêu heo. Ông ăn cướp vào tôi. Cướp cái gì? Cái túi đồ đó, tôi thấy ai quăng ở trên cái nóc này mà. Cái gì hả? Xin lỗi. Xuống đi. Tự nhiên ở trong phóng ra như ngựa vậy đó. Tôi nhúng, chơi xuống nhúng vậy má. Xuống đi. Chính mẹ sao giờ xuống không được. Sao vậy? Nó kẹt kẹt cái gì vậy ông nội ơi? Lấy coi nó bị kẹt cái gì vậy? Ây da, cái pẹt mơ ti á. Trời ơi, vô duyên quá. Tự nhiên ở đâu nhào ra, có thằng cướp. Xin lỗi. Hả? Chị biết tới chưa? Biết à? Ừ. Dữ, tôi cũng mới tới, tôi không biết nữa. Đỡ tôi dậy coi. Điện thoại mấy đứa nhỏ không đứa nào nghe máy hết. Trời ơi. Làm muốn chết. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Chết rồi. Bà già đúng rồi. Tôi đi nha. Ê ê ê. Bà. 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 Trời ơi, bà đi. Để cái túi này lại. Chị Mừng. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng. Dạ, đã bắt được bà lão. Dạ, dạ, bắt được bà lão rồi. Dạ. Cái gì trong này đây? Trời ơi, cái gì nữa vậy? Bắt được. Đúng lại, đúng lại. Trời ơi, bên đây là cái ngày gì mà toàn bị gái đè không rồi trời. Đúng lại. Cái gì? Tôi có chạy đâu mà đứng. Lật lên, lật lên. Con kẹp vậy cho chắc ăn. Nhĩ, sợ phải rồi. Bà làm cái gì vậy? Bà ơi, con bắt được bà rồi. Bà cái con khỉ, tao là ông mà. Trời ơi, ủa ông mà sao giọng eo eo vậy?
Mày kẹt chiều này sao tao nói được giùm đàn ông mày? Vậy hả? Đâu buông mặt ra coi. Hả? Người đàn bà có râu. Mày vô duyên. Dạ. Đâu đàn ông với đàn bà nào? Dạ, dạ bác. Dạ bác, con xin lỗi bác. Dạ. Xuống. Dạ, dạ, dạ. Xuống, bơ xuống lại lên. Bác đợi, đợi, đợi con. Ừ. Trời ơi. Ây da. Cái gì nữa? Dạ kẹt, kẹt bác ơi. Kẹt có phẹt mua tia phải không? Dạ, đúng rồi bác ơi. Để tao gỡ cho. Dạ, trời ơi. Ây da. Ây da, ui da, ui da. Ây trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, làm tao nói ở nhào vô dễ mà thoát ra khó quá hà. Rồi, 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 bác tự đứng lên đi bác. Bị hai cú đứng nổi mày ơi. Bác đứng lên được không bác? Dạ, bây giờ xìu lên không nổi. Là ý bác nói sao? Tao mệt lắm rồi, đứng không nổi. Dạ, dạ, dạ xìu dễ mà lên khó phải không bác? Ừ. Được rồi, để con kéo bác. Đợi bác lên coi. Trời ơi, già cả ăn cái gì mập thay như con heo vậy, mỡ không mà kéo lên không nổi luôn đây nè. Trời ơi, tao đâu phải cái đồng hồ rồi mày quay vậy? Dạ bác nặng quá, bác cảm đi thôi, giờ bác tự xử giùm con đi, bác nặng quá. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ui cha. Nè, cô là ai? Dạ. Mà tự nhiên ở đâu phóng ra đè tôi xuống vậy? Dạ, con xin giới thiệu với bác. Con chức vụ ở đây là security. Security má ơi. Dạ con thích cái chữ security, con gọi con quen rồi. Rồi dạ muốn... con kim lương y tá của nursing home. Cái gì? Dạ. Cô là y tá của nursing home này? Dạ. Hay quá trời ơi, y tá hả? Đúng. Dạ thưa bác, con là một y tá ở nursing home. Trời ơi, người ta nói y tá như mẹ hiền, sao cô giống mẹ mình vậy? Mẹ hiền hay mẹ mẹ hiền hay mẹ mình gì cả mẹ nó. Bây giờ con bận rồi, con xin phép bác con. Ê, khoan. Cô y tá không? Dạ, dạ, dạ. Tôi có chuyện gấp lắm. Không. Gấp. Bác không gấp bằng con đâu. Hả? Con xin phép bác cho con đi cái. Không. Tôi có chuyện gấp mà. Không, con gấp hơn bác nhiều. Con phải đi tìm bác ơi. Tìm cái gì? Quan trọng lắm, con tìm cái này quan trọng. Không tìm được là con bị trục xuất, coi như là con không có đi làm. Khỏi đi đâu, nữa. Khỏi đi đâu. Dạ. Cái quan trọng nó nằm ngay đây. Hả? À, thấy không? Ủa? Đây tôi nói cho con nghe, cái túi này đó là tôi lấy được từ một bà già mà tôi nghi bà là ăn trộm. Tại vì á, cửa chánh mà không đi mà bà nhào bà leo hàng rào. Bác ơi bác, con đâu có tím ba cái đồ ăn trộm này đâu. Con đi tìm một bà lão đang bị bệnh tim già nua. Bây giờ bà đi ra ngoài khỏi nursing home này nè, bà lạc một cái là coi như là con bị mất cái chóp làm việc ở đây. Ủa? Con xin lỗi bác, con phải đi. Ủa sao? Sao thấy? Không phải gì đâu. Hả? Sao bác? Hello. Hello honey. Oh. Long time no see. Cái gì vậy? Hai. Ba. Dạ. Trời ơi. Nhỏ lớn là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu đồng giới. Ghê quá. Ê con kia. Dạ. Mày nói gì đó? Hả? Dạ. Dạ, con từ trước giờ mày chưa thấy bóng già hả? Cái gì? Đi bay! Dạ, đi đi! Cái gì vậy? Dạ. Hả? Trời ơi! Dạ bác ơi! Bóng thì con thấy rồi, nhưng mà cái dạng bóng muộn như bác nó là con chưa thấy. Ở Mỹ nha! Dạ. Mỹ nó công nhận tình yêu đồng giới rồi nha! Dạ. Lãng ngoạn tôi kiện cô đó! Đi đi! Dạ, dạ thôi xin phép bác con đi. Đi đi! Dạ. Con đi nghe bác. Ê! Đừng đi! Đừng đi! Đi đi! Đi im cho đi! Đi đi. Lạ quá. Trời ở trên. Đi đi. Dạ con đi. Dạ cái dạng mà cái người đàn ông mà mặc quần chấm bi màu đỏ mới nhìn tưởng ông già Noel nhưng mà không phải. Ông lại vậy? Cứ tự nhiên nhào nhào đó ôm tôi. Sếp cứ góp mà. Tôi nè. Chủ nhân của cái giỏ. Ủa. Râu mọc lẹ vậy? Dẻ. Trời ơi. Ông ơi, ông thông cảm. Tôi phải ra tôi lấy cái giỏ này. Tôi chuẩn bị cả năm rồi đó. Ơi, chuẩn bị cái gì trong này? Nhang đèn. Cái gì? Nhang đèn. Trời đất, bà hết chuyện sao bà ăn trộm ba cái thứ rẻ tiền là vậy? Không phải, cái này đâu phải ăn trộm. Thứ sao? Tôi chuẩn bị, đặng tôi về tôi đón giao thừa với con cháu tôi. Trời đất ơi, bà cũng rảnh quá. Đón giao thừa với con cháu thì kêu tụi nó tới rước mình về được rồi. Mắc mớ gì phải leo rào làm quan trọng quá. Có điện thoại rồi, mà có đứa nào nó bắt máy đâu. Ủa sao vậy? Không biết nữa, không biết tụi nó có chuyện gì không nữa.
Mà có con y tá đó tôi đâu có dám ra lấy. Tôi phải lấy với kỳ tôi dễ cái râu lên. Trành tối trành sáng nó tưởng tôi là bóng. Hèn gì. Bà làm sao mà nó tưởng tôi bóng luôn, kỳ thế bà. Thôi ông thông cảm, đồ này cũng đồ của ông mà. Hồi nãy tôi lấy lộn cái vỏ ông đó. Thôi ủa mà sao ông vô đây chi vậy? Ông đứng đây chi? À tôi tính xin vô viện dưỡng lão này ở. À thì ra cũng con đuổi vô đây vậy. Còn lâu, không có đứa nào đuổi tôi vô được hết. Tôi chỉ bị nó lừa thôi. Còn cái nào mà lừa cha mẹ tụi mấy bà? Không lừa hả? À, nó bảo lãnh tôi qua đây 2 năm mà nó để tôi ở trong nhà. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 4 bức tường xung quanh, buồn thấy bà luôn. Thôi ông ơi, ông vậy mà cũng đòi hỏi con cái quá đáng. Bây giờ nó đi làm mà còn tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bill này nọ tùm lum tùm la. Không đi làm hai cha con ôm nhau chết đói hả? Nè, bà nói vậy cũng đúng. Tôi nói bà nghe, con cái gì mà kỳ vậy? Tôi bị bệnh cả tuần lễ, nằm ở nhà nó cũng không biết. Ông có nói cho nó biết không? Không. Ông không nói cho biết, ông chết thì mày kệ mẹ ông cho rồi đi. Ông không nói cho nó biết được, nó còn phải đi làm mà. Bổn phận làm con thì nó phải biết chăm sóc cha mẹ, quan tâm. Tại sao phải nói nó mới biết hả? Quan tâm chăm sóc, quan tâm chăm sóc mình ngoài nói cho nó biết chứ. Cái này tại ông lì quá, ông không nói cho nó biết. Bởi vậy ông vô đây là đúng rồi. Nhưng mà ông vô đây á, là tôi thấy ông là tầm bậy rồi đó. Bà nói vậy là sai, bà nói vậy là sai. Không. Vô đây á, ít nhất mình có người nói chuyện, có người săn sóc, chăm lo cho mình. Còn hơn ở nhà, không ai lo. Vô thử đi rồi biết. Tôi ở trong này mấy năm rồi tôi kinh nghiệm. Cái con mà hiền nhất là cái con hồi nãy đó. Còn tất cả là trên level của nó hết. Trên hết, level là up up không, không có đào. Hiểu không? Con đó là hiền nhất mà tỉnh nhất ở trong cái nó trên hôm này đó. Ghê vậy. Vô thử đi rồi biết. Ê, xe buýt tới chưa? Chưa, nãy tôi mới tới à. Chắc có phải nửa tiếng nữa mới tới. Hey, thôi kệ, có ông ngồi nói chuyện cũng đỡ buồn. Tôi cũng đang chờ xe buýt đây. Nè, bà về thăm con cháu là sao? Và tại sao bà muốn về thăm? Ôi. À, cúng vô thừa nó làm chi? Bà cúng trong nó sinh hôm này cũng được vậy. Ôi, nói vậy chứ về có mùi con cháu nó cũng vui hơn. Ồ. Chứ năm này về không biết sang năm có về nổi không. Đúng thành rồi. Thành ra tranh thủ được lúc nào hay lúc đó. Nhìn cái tướng bà vậy tôi nghĩ sang năm chắc đu rách thử nhang quá. Cha già mất nết. Du duyên. Yêu quá mà. Yêu thì yêu chứ. Làm gì đu rách thử nhang. Chờ đi, có xe buýt là tôi về. Rồi, ngồi chờ đi. Ê, già ở đây không có con ở cháu buồn lắm ông ơi. Ông nên ở nhà. Thôi khỏi đi. Khổ quá. Chuyện của tôi biết tính rồi. Chuyện bà lo chuyện bà đi. Thì đây đang chờ xe buýt là về. Ăn đón giao thừa ăn Tết với mấy đứa. Chị Mừng gọi đại bàng. Chị Mừng gọi đại bàng. Đã leo lỗi luồng lách tìm bà già. Nhưng mà vẫn không thấy bà. Cái gì vậy? Cái gì nữa hả? Ngồi lại tư thế cũ. Đóng cửa thôi đó nha. Ê, đừng có vuốt, nhột. Hả? Nhột, chồng làm. Chết râu nhột. Làm là phải cho giống. Trời ơi, mình đi một vòng, mấy chục phút quay lại mà Mần cũng chưa xong nữa trời. Trời ơi, cái gì mà già cả gì Mần lâu vậy trời. Anh yêu. Mơ. Em yêu anh lắm. Oh yeah. Lâu quá mới không gặp. Oh yeah. Oh, thôi, tới đó thôi, tới đó thôi. Không lên cái nữa là giả rớt răng liền. Trời ơi. Không ngờ hai ông già này ông có nhiều kiểu lạ dễ sợ luôn á. Trời ơi, già mà còn chơi cái màn đá lửa. Ủa, lạ quá. Ông hùng cái giống ôm gì vậy? Thôi mình rảnh, mình ra mình giải lao, mình coi cine đi. Trời ơi. Mẹ rồi nó ngồi luôn rồi. Ai cứ thôi ráng đi ráng đi. Hình ảnh rõ nét, âm thanh trung thực. Oh yeah. Cái con quỷ. À, dạ. Mày coi phim trả tiền hả mày? Ủa con tưởng coi free. Còn lâu, ai rảnh là nó muốn free cho mày coi. Dạ, vậy nhiêu tiền vé bác? $10. Để con coi. Trời ơi, nó giá chi vậy, để cho nó đi đi. Con còn đô coi được không bác? Cái gì? Có đô hả? $1 hả? Dạ. Cho bà coi khúc cuối thôi nha. Dạ. Rồi hết rồi đó. Trời ơi,
Dạ, bởi vì cái gì cũng nhanh. Hả? Cái như gà, cái xong à. Cái cuối mà đòi hỏi gì nữa mày? Tao mày đi đi mày ơi. Trời ơi. Trời ơi, bác. Bác con dặn bác nghe nè. Phim vui đó. Nhưng mà hả, con dặn bác mai mốt bác có làm ba cái chuyện này á, bác vô ở trong á, bác làm nó kín đáo. Chứ ở ngoài này gió máy lắm mà trời tuyết nó xuống một cái là đang làm cái nó cứng hàm luôn á. Mà tuyết nó xuống một cái là dán sao đóng băng y chang rồi á. Mày đi đi mày ơi. Dạ, con đi cũng được bác ơi. Mình quý là phải sợ. Mình phải ôm âu yếm như vậy cho cả thế giới biết tình yêu của chúng ta chứ. Yeah, oh yeah. Yes. Oh, oh my God. 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 Mới vừa nói cái gì vậy? Mới vừa nói ôm để cho biết cái gì vậy? Để cho cả thế giới này biết hai đứa tao yêu nhau tình yêu đồng giới. Oh my God. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cái gì? Có biết làm như vậy tôi đau lắm không? Quay lại đây. Đúng nè. Trời ơi, tại sao quên ổng? Con kẹp Nhi hả? Ê, trời ơi. Kẹp Nhi dám bỏ tôi. Trời ơi. Cái gì? Dám bỏ tôi không có được quên ổng. Trời ơi, mày... đứng lại. Không dám, trời ơi, quên mày luôn. Trời ơi. Không có cái gì vậy? Mày luôn. Đứng lại. Trời ơi. Mày là người yêu ổng hả? Đứng lại. Quên mày luôn. Ông đeo ông nội, ba tôi đó. Ba. Đứng lại, đứng lại. Trời ơi, lần đầu tiên coi được phim tập 2, bóng hỗn hợp. Mày im đi. Không phải con quỷ. Trời ơi, ba. Ba ơi. Ôi, con không ơi. Nghĩ luôn thôi. Tự nhiên cái hồi nào đến giờ ba không sao. Nước ba qua đây được 2 năm cái ba đổ bóng. Già rồi đổ bóng, tao gọi là bóng xế chiều tà đó ba. Ủa anh? Không có. Ủa anh, vậy nãy giờ đây ba anh đó hả? Ba tôi tự nhiên không làm gì hết. Viết cái tâm thư không. Dài thòn để ở nhà. Nói với tôi là tôi tệ bạc. Thì ra là kiếm cớ cuốc gói bỏ nhà theo trai. Anh ơi, anh đừng có buồn. Nhiều người vậy đó anh ơi. Lúc trẻ người ta bình thường, mà lúc già người ta lòi bóng. Cái đó gọi là bóng muộn đó anh. Bác tránh ra đi. Em làm, trời ơi mới nãy đó. Trời ơi, hai người này. Già như vậy nè. Rảnh quá. Mà ngồi lên như vậy nè, đó. Coi rồi, khung nè. Giống như là ăn xương vậy đó. Em ngồi ra em coi tới đâu mà. Tao nói em dưỡng da gà mà em tới đó luôn. Tôi biết ba tôi làm thấy ghê không chứ cô thấy ghê. Trời, cô con gái mà sao cô thấy ghê vậy? À, dạ, tại vì em coi phim sao rồi em... Ba nỡ nào? Ba ra ngoài đường, ba bôi tro trét đâu vô mặt con vậy ba? Trời ơi, có bôi cái gì đâu, có hai đứa tao tự bôi nước miếng cho nhau thôi hả? Ông im đi! Ông quen ba tôi từ hồi nào? Ông nói cho tôi biết! Thôi, con của ông như vậy rồi, chúng ta chia tay! Ông không có được đi đâu hết. Ông mà phải đây chạy tới tới rồi mà. Ông không có được đi. Tới rồi. Trời ơi. Tóc dài mà để râu nữa. Sao mày vô duyên vậy? Ca sĩ cũng có người để tóc dài mà cũng để râu đó sao? Quá ra là bà bác phải không? Bà bác bỏ trốn mà bây giờ bác vẽ râu lên con nhìn không ra. Đúng không? Chị Mừng gọi đại bàng. Dạ. Dạ, con bắt được bà lão rồi. Cô đừng chỉ mừng đại bàng gì hết. Dạ, dạ. Tôi lại cô. Cô cho tôi về. Tôi về tôi cũng giao thừa với con cháu tôi đêm nay đi cô. Nhưng mà không được bác ơi, bác phải ở lại đây. Không, xe buýt đi rồi kìa. Không, xe buýt đi rồi. Xe buýt bây giờ có... Xe buýt rồi. Xe buýt đến là bác cũng không đi được. Trời, bác phải... về đi tôi lại cô mà. Cô tôi lại bác. Bác phải ở vậy? Lại đây. Bác già cả rồi. Bác đi lỡ bác có chuyện gì là con bị bệnh. Là con bị đuổi việc. Không có sao đâu, cho tôi về đi một đêm nay thôi. Chỉ một đêm nay tôi cũng giao thừa xong. Mai tôi qua lại liền. Con đã nói với bác là không được. Yên lại đi. Nè khoan. Bây giờ có chuyện có ai cho tôi hiểu được chút xíu vậy không? Tôi mới vừa tới. Tự nhiên nói ba tôi lãng bóng già. Xong giờ lòi ra bà này là bà lão. Bắt bớ vụ gì nữa là sao? Thì là câu chuyện gì nè, tôi kể cho anh nghe. Bà lão đây á, là bà ở trong cái nursing home mấy năm nay rồi. Mà bây giờ bà bị bệnh tim yếu dữ lắm. Mà cứ lén lút tính trốn đi về để ăn Tết không à. Mà không có đi được. Bệnh viện người ta không có cho. Sao đây... được? Nè cô y tá, tôi nói cô biết nha. Cô có trái tim không? Hả? Cái bà này á, bà chỉ cần xin cô về có một đêm thôi. Để cúng giao thừa với con cháu bà. Gì mà cô không cho. Năm nay á, bà còn sức khỏe. Biết đâu năm tới bà không còn đủ sức đi, lúc đó cũng muốn cho cũng bằng thừa. Lại cô bà cho tôi đi một đêm này thôi.
Bà ơi, thực sự là con cũng muốn cho bà đi lắm, nhưng mà cả gia đình của bà đi nghỉ vacation rồi. Vacation? Gì mà nói được. Mất dạy. Sao tự nhiên ba chửi con? Vacation đi đâu luôn? Sao không đem cha mẹ theo? Con có đem bà đi được đâu, bà đâu phải mẹ con đâu, con cũng tới rước ba mà. Tao chưa có chửi mày, chửi con hả ba? Dạ, thì con cũng nói sao không cho bà đi. Bác đi mà gia đình gửi email nói là bằng mọi cách phải giữ bà lại, tại nếu mà đưa bà đi như vậy thì cũng rất là phiền phức. Phiền phức cái gì? Cha mẹ mày phiền phức cái gì hả? Mày cái xanh thôi mà, đi nó mà không được. Bây giờ đem về đi theo có sao đâu. Dạ, bác gặp con của bà. Cái gì? Chửi đi, con đâu có. Bà nó cũng vậy mày. Dạ, con chỉ security với y tá thôi mà, con đâu có trách nhiệm nữa đâu. Con chỉ trách nhiệm giữ bà lại thôi. Ông không có được chửi con tôi. Sao không được chửi? Thì nó làm lụng cực khổ cả năm trời, cũng phải cho vợ chồng nó đi chơi chứ. Mình già rồi, đi theo làm chi cho khó khăn con cháu, rồi nó không được tự do. Bà đừng có binh. Bà binh vậy là bà binh sai rồi. Sai cái gì? Con cái nó có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ không thể nào bỏ con cái được. Thôi, tôi cũng giao thừa ở đây cũng được. Tôi khỏi gì à? Mình đi vô đi cô. Khoan đã bác. Cô y tá. Cô y tá. Cô ra đây. Cô đi ra đây. Tôi á, bữa nay là tôi tới để tôi rước ba tôi về. Tại ba tôi viết trong thơ nói là tới xin vô nursing home ở. Mà tôi thì tôi không hề muốn ba tôi vô nursing home một chút nào hết trơn á. Thì tới đây tôi mới gặp trường hợp của bà lão như vậy nè. Không ấy, cô cho bà lão về nhà tôi đón giao thừa với nhà tôi ngày thôi. Ngày mai tôi trở lại cho bà lão có không khí gia đình một đêm thôi mà. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Tao nói là trời ơi, bữa nay mày không còn mất dạy nữa. Mày mới là con của tao đó. Ủa, ba không hổ danh là tài bánh tráng ha. Lật 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 ha. Lật cái gì? Dạ mày chết cha bây giờ. Lật cái gì? Dạ cô con cũng thấy ý nó hay. Dạ anh nói đúng rồi bác. Vậy sao? Mặt vậy mà không ngờ bác tính hai mặt ghê á. Bánh nè. Dạ. Vậy cho bác về đón dạ. Giao thừa con. Dạ bác về với nhà con đi. Ông anh cho tôi về đón giao thừa nhà ông anh cho có không khí gia đình được không? No problem. Hả? Dạ ba con nói là không có thành vấn đề. Dạ vậy thôi. Cảm ơn. Nhưng dạ, mà khoan. Con quyết định là cho bà về đó. Khoan. Dạ. Còn một chuyện tôi hỏi mày. Dạ. Nhà có hai phòng thôi. Dạ. Mày ở phòng, tao ở phòng. Dạ. Bà về, bà ở nhà. Ở với bà. Chứ không lẽ qua ở nhà con phòng con. Bất dạy. Sao chửi hoài vậy? Mày nói đúng ý tao quá. Con nói thiệt với bác, con ở với ba con 30 năm mà tâm lý ba con khó dò lắm. Khó lắm. Chắc là lia thia quen chậu. Hôm nay ông quen cái chậu ở đằng này rồi đó. Vậy bây giờ đi con dắt bác ra xe. Rồi cái giỏ của ba con nữa. Đây nè. Về lẹ đi để tuyết. Thôi tôi đi nghe cô y tá. Dạ. Cảm ơn cô nhiều nghe. Cảm ơn cô y tá. Dạ dạ thôi đi. Đường này xe con để bên này. Ủa đâu? Đúng rồi, xe con bên này. Dạ. Quay. Bác ơi, bác đi. Ủa có mèo kêu đâu vậy? Không phải, nó khóc. Con khóc đó. Cái gì khóc vậy? Thì bác đi một bữa rồi bác về mà. Con vẫn chăm sóc bác như ngày xưa. Dạ, con biết mà. Chứ sao con khóc? Sao? Nhưng mà con khóc, cái này là con khóc cái hoàn cảnh của con. Hoàn cảnh mày sao? Dạ. Con vô cái nursing home này con làm việc là cũng xuất thân vì con mồ côi cha mồ côi mẹ. Bây giờ lớn lên gái ế chồng vẫn còn nguyên cô độc. Giờ bác đi rồi, hôm nay giao thừa con cũng được nghỉ vacation mà không biết đi về đâu. Anh ơi, hay anh dắt em về nhà anh, em đón giao thừa cho vui, chung nhà chung cửa được không anh? Chết cha bác ơi, ba con mua trâu được nghe rồi kìa. Thì đừng có bậy nha. Thì nói với ai vậy? Dạ con. Ủa nãy giờ con ghé bờ vai bác hả? Ừ. Vì ảnh đâu rồi bác? Bên kia kìa bà nội. Ôi, dạ con sorry bác, lộn bờ vai. Hèn gì thấy cái vai nó hơi sệ sệ nhão nhão. Anh hả?
Cái ý lúc nãy mà nết đã chuyển tải rồi đó. Anh có nghe không? Anh có thể cho em về, em chung đón giao thừa, rồi em chăm sóc hai bác. Em không có lấy tiền babysit được không anh? Ấy ơi, nói thôi chứ đừng dựa bờ vai này, 30 năm chưa có ai dựa đấy ấy ạ. Khoan. Dạ thôi tôi dựa. Để tôi họp gia đình tôi một chút ba. Chuyện gì? Bây giờ tình hình vậy, bà y tá này bà xin về, bà thấy sao? Không, để tao quyết định. Bây giờ tôi có quyền hơn ông, để tôi quyết định với nó. Tôi quyết định với con trai mình. Nhanh không? Thấy tôi nhanh không? Quyết định nhanh nhanh nè bác. Bà nhanh như quả tiễn vậy. Biết rồi. Dạ. Nhanh như quả tiễn gì. Nè, cho nó về luôn đi. Sẵn nó chăm sóc bác, chăm sóc ba con. Trời ơi. Cho nó về đón giao thừa. Bác cái nhà con như cái trại tế bần vậy đó hả? Mày nói quá mẹ ơi. Nhưng mà cái chuyện mà đón giao thừa, cái chuyện cúng là quan trọng. Mà cái hậu là sau khi cái cúng á. Là sao? Là sao? Nhà có hai phòng à, ba với bác ở chung phòng. Rồi bà về bà ở đâu? Ở phòng mày. Ồ thế à? Phải quá rồi, phải quá giả bộ. Em thấy bác đưa cái ý kiến cũng đúng đó, hai bác ở chung phòng, em nhanh ở chung phòng cũng vui lắm à. Mà tao nhắc nha, con này nó kẹp dữ lắm á. Dạ, tại em làm security mà em kẹp với em nhúng dữ lắm. Trong này là nó là dữ dằn nhất đó. Dạ. Không sao, kẹp từ từ con kẹp lại. Vậy bây giờ á, ủa? Thôi mình đi luôn. Khoan, dạ. Phải báo về trong nó sinh hôn với. Đây, bắt đội đó, để con giải quyết. Gì đó vậy? Chị Mừng gọi đại bàng. Trời ơi. Đã tìm thấy được bà lão, nhưng mà con y tá mất mẹ nó rồi. Trời ơi. Vậy thôi hả? Giờ đi. Chúc mừng mày nha. Trời ơi. Trời ơi.